À, đại chúng chiều nay có khỏe không? Dạ. À, bên này có khỏe không? Dạ. À, Pháp Hòa rất là vui trong cái chương trình lần này. Thật không ngờ là hôm nay coi như là chương trình vào ngày cuối tuần, nhưng mà đại chúng xa gần cũng đã tề tụ rất là đông đủ để chúng ta được gặp nhau như thế này. Thì đa số là quý vị chưa lần nào chúng ta gặp, chưa gặp mặt thôi, in person, nhưng mà chúng ta đã gặp nhau ở trên tàng hình. Và lời đầu tiên Pháp Hòa kính thăm sức khỏe quý bác, quý cô chú, quý anh chị, toàn thể đại chúng. Chúc quý vị luôn an lành. A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, là ở trong cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta có một cái gì thì chúng ta cũng đều cố gắng dưỡng nó. Ví dụ như mình cắm một bình hoa, mình biết cái bình hoa này á, nó sẽ héo, nhưng mà phải dưỡng cho nó tốt từ đây cho đến ngày nó héo. Khi chúng ta cất một cái nhà mới, chúng ta cũng phải chùi rửa, dọn lau, hút bụi, sơn phết thường xuyên để dưỡng cái nhà cho tốt. Khi chúng ta có một cái máy chúng ta xài, lâu lâu chúng ta cũng phải tắt rồi clean. Hay thậm chí mình có chiếc xe chạy, cũng không thể chạy suốt cả ngày, cũng phải dừng tắt máy, rồi để cho máy nó nguội, rồi lau chùi rửa nó khi cần. Khi chúng ta có cái thân, chúng ta cũng phải ăn uống, bệnh hoạn thì uống thuốc, nói chung là để dưỡng cái thân. Thế thì trong cuộc sống này, không có một cái gì chúng ta có mà chúng ta xài mà quên dưỡng, thậm chí còn phải tu bổ nữa là khác. Có phải không? Thì chúng ta có thể nhìn lại, hàng ngày chúng ta tu bổ, cho nên mình là uống thuốc bổ, để coi cái viên multivitamin nó vô trong người mình á, chỗ nào thiếu nó bổ vô. Để thiếu vitamin, cái viên thuốc mình uống là có mấy chục thứ vitamin đó. Rồi thì cái viên thuốc nó vô trong cơ thể, chỗ nào thiếu nó bổ vô. Thiếu máu nó bổ máu, thiếu chất sắt nó bổ chất sắt, thiếu vitamin C nó bổ vitamin C. Cho nên chúng ta gọi là thuốc bổ. Rồi chúng ta hàng ngày tu bổ, nhưng mà đa phần chúng ta lo tu bổ vật chất, đồ đạc chúng ta sử dụng, mà gần nữa thì cái thân ta thôi. Nhưng mà chúng ta ít có thời gian để dùng cái thời gian của mình để dưỡng hay là bổ cái tâm. Thậm chí ăn chè còn thích xong bổ lượng mà. Bỏ các thứ đó vô cho nó đủ lượng, kêu là xâm bổ lượng. Thưa đại chúng, là ở đây thì chúng ta thường nói là chúng ta cần phải chỉnh sửa để chúng ta dưỡng nuôi nó. Ví dụ như cái hoa, nếu mình cắm nó không hết vô, sâu vô trong cái mút, thì nó không thể rút nước. Cho nên nếu mà nó héo, nó bé mé bên ngoài thì nó mau tàn lắm, cho nên mình phải sâu. Và thậm chí khi mình cắt hoa cắm á, mình phải cắt xéo. Thứ nhất, để cho nó có cái chiều nhọn cắm vô dễ. Thứ hai là chính cái chiều nhọn đó, cắt xéo như vậy, nó mới hút được cái chất nước để nó dưỡng cái hoa đó. Và thậm chí cái cục mút xanh xanh mà chúng ta ngâm trong nước đó, khi chúng ta cho nước ấm vô ngâm nó rồi, thì cái nước bleach đó, cái nước bleach đó, lấy cái nắp đó, lấy một ly nước, một cái nắp đó thôi, đổ vô trong cái thùng nước mình ngâm cái mút xanh này, để chi? Để nó không có hôi thối. Đó là cái nghệ thuật ngâm hoa, cắm hoa
mà nước hoa không thôi. Là vì khi mình cắm cái hoa đó, mình phải có một cái nắp nước, cái nước lít đổ vô trong cái vùng nước đó, quậy lên rồi ngâm nước, nó không có bị hôi. Và khi chúng ta cắm hoa thay nước hoa thì nước hoa phải là nước ấm chứ không phải là nước lạnh, vì nước lạnh không làm cho hoa nở và hoa mau tàn, nước ấm làm cho hoa nở và giữ lâu. Đó là chúng ta dưỡng nó, chúng ta phải biết cách dưỡng nó. Giống như mình trồng cây á, nếu mình không tỉa những cái đọt thì nó không có xum xuê, nó không có đâm tò chồi nảy tượng cắt trên đầu đó. Giống như cuối năm mình hay tỉa mai đó, tỉa cái lá để cho mai nó ra, thì chúng ta cũng thế, hàng ngày chúng ta cũng phải làm những cái công việc đó để chắc chắn rằng thân tâm chúng ta được nuôi dưỡng đều đặn. Dưỡng để làm gì? Dưỡng để mình sống vui. Ví dụ con người mình á, ai cũng muốn có phước hết, đâu có ai muốn không có phước đâu. Người Bắc gọi là phúc, người miền Nam kêu phước. Nghĩa là người nào cũng muốn có niềm vui. Phước là gì? Là khả năng tận hưởng những cái gì chúng ta có là phước. Phước không có gì lạ đâu. Ví dụ như giờ mình có cái nhà mình ở, mình tận hưởng là phước đó. Cho nên có tiền là có phước. Biết cách xài tiền là huệ. Huệ là trí tuệ. Nhiều khi có tiền, có phước và có tiền mà không biết cách xài, tiền mất hết. Cho nên ta hay kêu phước huệ song tu. Có ăn là có phước, mà phung phí là mất phước. Cho nên phước nó sát bên mỗi ngày, nhưng mà cái cách chúng ta sử dụng đó. Có khi chúng ta tăng phước, tích phước, kiệm phước, bòn phước, hay là tổn phước, rồi dần dần mất phước. Thì chúng ta có khi chúng ta không mất hẳn, chúng ta bị tổn. Tổn tức là mình kém đi dần dần. Thì một trong những cái phước mà chúng ta cần có làm việc này để dưỡng cái phước đó là gì? Đó là nhẫn nhục. Ví dụ vậy đó, nhiều cách lắm, nhưng mà ở đây mình nói nhẫn. Tại sao? Bởi vì nhẫn thị trân chi bảo, bất nhẫn thị tai ương. Nhẫn là cái viên ngọc quý, không nhẫn là tai họa nó. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, người nhỏ mà không nhẫn người lớn nói gì? Nói bậy, nói hổ. Mà nói hổ với người lớn là tổn phước. Mặc dù người lớn không có sai cỡ nào đi nữa, nhưng nhỏ mà nói hổ với người lớn là mất phước rồi. Không cần biết, tại ổng sai, ổng sai là chuyện của ổng. Nhưng mà ổng tuổi đáng ba mình, đáng nội ngoại mình, đáng thầy tổ mình. Mình nói hổ với người lớn là mình tội phước. Cho nên người trẻ nhẫn người già, người già cũng nhẫn người lớn, người nhỏ. Cho nên nhẫn là một viên ngọc. Người Hoa ta viết chữ nhẫn trên chữ đao, dưới chữ tâm. Cây dao mà nó cắt vô tâm mà chịu được là nhẫn. Nói trời ơi, tôi đau, đau mà chịu được mới chịu nhẫn. Mà trong nhẫn nó có gì thêm chữ ráng. Thí dụ lỡ đau tay, ta lỡ ta bóp, ta xích muối rồi vô đau quá. Chứ mình nói sao, ráng đi, ráng chịu đau. Ráng chịu đau thì mới lành được. Cho nên nhẫn là gì? Là chịu đựng. Nhẫn là chịu đựng. Thí dụ như mình mà có nhẫn được á, mình tránh được cái tiếng xấu. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa làm thầy tu mà Hòa nổi sân. Ví dụ nổi sân không ai thấy thì thôi, nổi sân mà nhiều người thấy thì sao? Ta đồn mà, trời thầy đóng tu mà cũng dữ ghê. Thầy đóng tu mà cũng sân ghê. Đó, thấy không? Không nhẫn là mất tiếng. Mà hãy mà mất cái tiếng thì được tiếng gì? Mang tiếng.
thay vì mình được trời cũng mang tiếng nha, trời thầy hiền ghê, cũng là một dạng mang tiếng đó, nhưng mang tiếng tốt, nhưng mà không nhận cũng mang tiếng đó. Trời ơi thôi đừng chọc đó. Xin lỗi, nhiều khi nó nói tới tiếng nghe khó hơn thầy chùa lửa. Cho nên thế tại sao chúng ta gọi danh hiệu của chư Phật là Hồng Danh? Hồng Danh là gì? Là cái tên nó rất là to lớn, nói cái tên vị đó ra là tự nhiên nó có cái gì đó để người ta học hỏi từ cái tên. Thí dụ như mình nói Quán Thế Âm Bồ Tát đó, Hồng Danh đó. Bởi vì Quán Thế Âm là tự nhiên nghe tới tên ngài ai cũng nói ồ, cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi đó, Hồng Danh. Còn bây giờ mình sân quá cái ta thấy nói tên là ô cha, trời thôi đừng nói tiếng Hồng đó. Cũng là chư Phật do tu mà được Hồng Danh, mình do sân mà gì chết danh. Ô ông năm lửa đó hả, ba quả đó hả, ba chằn đó hả. Thành thử ra cuộc sống của chúng ta do cái cách sống của mình mà mình chết danh, còn chư Phật do sống cách sống của các ngài mà được Hồng Danh. Cho nên nhẫn để dưỡng cái phước. Bà Hòa nói ví dụ đó, bây giờ mình mới nhẫn con người nha, với nhẫn người thôi. Giờ nhẫn có ba cách phải không? Nhẫn con người, nhẫn hoàn cảnh. Thưa đại chúng, con người mình ai mà không thích vui, ai cũng ham vui. Phải Hòa ví dụ như nè, giờ anh nào có cái thói quen là cuối tuần phải đi nhậu, mà bữa nay á thứ sáu rồi, trời ơi đi làm về nôn nóng check phone hoài coi có bạn nhậu nào gọi chưa, à, mình mua mồi về chuẩn bị hùng cho nó. Nhưng mà ví dụ bữa đó nhà mình có việc, mình muốn đi lắm nhưng mà nhà mình có việc, nhẫn cái hoàn cảnh đó để giữ cái hạnh phúc gia đình, giữ cái yên ngắm trong gia đình. Xưa đại chúng, không phải mình nhẫn con người không, dù nó chửi mình nhẫn đó là mới nhẫn con người thôi. Mình nhẫn với bản thân, nhẫn phải nhẫn với bản thân, nhẫn với con người rồi nhẫn với bản thân. Tại vì đôi lúc mình, con người này, bản thân mình muốn làm cái điều đó, đôi lúc bản thân mình muốn làm điều đó nhưng mà mình phải khắc phục không làm, vì mình phải nhẫn cái chuyện đó. Thì cái đó gọi là nhẫn bản thân. Pháp Hòa ví dụ như tối hôm qua Pháp Hòa không ngủ, chiều nay được nằm nghỉ chút cái nó hơi bén muốn ngủ luôn, nhưng mà giờ mình phải nhẫn với cái buồn ngủ của mình là bởi vì mình đã có cái commitment, có cái buổi hẹn là tối nay nói chuyện, thì phải ngồi dậy rửa mặt để chuẩn bị cho cái công việc của mình. Ở đây đại chúng sáng nào mà ngủ dậy không muốn đi làm mà phải ngồi dậy có không? Trời ơi, nhựa lên nhựa xuống đó. Lúc đó tự nói với mình nha, nhẫn bản thân, bởi vì bản thân phải ngồi dậy đi làm. Nhưng mà nó khổ, mà bữa nào mà cuối tuần mà được ngủ á thì sáng nó tỉnh bơ, có phải không? Sáng nào phải đi làm thì nó gật lên gật xuống, mà bữa nó được ngủ thì nó lại không ngủ. Tự nhiên bữa đó thức thiệt là sớm, làm như là siêng. Như vậy quý vị thấy á, nhẫn bản thân mình cũng để giữ cái phương. Thí dụ mình không đi thức dậy đúng giờ đi làm là mất việc. Rồi bây giờ mình đang mệt lắm mà giờ con mình nó cần đi học, mình không chở nó là nó trễ học. Cho nên phải nhẫn bản thân, phải đưa ra đi. Thế thì trong cuộc sống chúng ta, chúng ta nhẫn không phải chỉ để nhẫn giữa con, dẫn con người để dưỡng cái phước này, dưỡng cái phước, dưỡng cái đức, mà nhẫn bản thân để giữ mọi cái điều kiện tốt cho gia đình. Ví dụ như giờ cuộc sống khó khăn, làm ăn không đủ, nhiều lúc mình muốn mua thêm cái áo lắm mà thôi, lúc này lương bổng ít, đi làm ít, thôi kệ, nhịn ăn nhịn mặn chút. Mình hay nói tiếng Việt Nam, nhịn ăn nhịn mặn chút để dư giả việc này.
Phong Hòa biết chắc một điều là những ngày mình mới qua đây, mình nhịn dữ lắm mới dư tiền nuôi người thân ở Việt Nam. Và nội chi bây giờ, tới bây giờ đây, có một số người thân ở Việt Nam, họ vẫn còn phải nhờ mình. Đôi lúc cũng phải cắt xén mày, nhịn cái kia để có dư phần gửi về cho người thân. Cho nên nhẫn để dưỡng cái phước, đó là nhẫn bản thân, nhẫn hoàn cảnh. Ở đây nè, chúng ta có rất nhiều những cái hoàn cảnh khác nhau. Bây giờ nếu mình không nhẫn cái hoàn cảnh đó thì gia đình mình đâu có yên ấm tới bây giờ. Thế là chúng có hoài hay ví dụ cuộc sống này nó giống như đôi lúc mình gấp thật cái món mình không thích mà gấp nhầm nó một cái thiệt muốn chết rồi. Nhưng mà giờ sao lại buông ra, mình nuốt nó vô một cái cho rồi. Thiên hạ ta cũng nuốt ào ào có chết đâu. Tại mình không ưng thì mình thấy khó chịu vậy, có phải không? Ví dụ giờ Pháp Hòa nói ớt mà để trên bàn á, mình vẫn ăn ớt nhưng mà ăn chừng mực và trong ý thức đây là trái ớt, cho nên mình cắn sao vừa chừng mới ăn mình. Nhưng mà ngược lại trái ớt mà nằm trong đồ kho, mình gấp rồi miệng cái cách nhai của mình nó khác cay điếng người. Cũng là trái ớt, mà trái ớt trên bàn mình ăn cay khác, mà trái ớt mà ăn nhầm cay nó khác. Vì cái nhầm là không ý thức, sự cay dữ lắm. Còn cái mình bóp để miệng là cay có ý thức, cay vừa chừng. Có phải không? Thì cuộc sống này vậy thôi. Có đôi khi là nhiều khi ráng nuốt cục này cho nó vô cho rồi, uống miếng nước vậy. Đôi khi trong cuộc sống có những cái lặt vặt nó xảy ra hàng ngày, phải nuốt kiểu đó thôi mới sống tới giờ. Không thôi là mình đi viện ông bà rồi, tức không đủ chết. Có nhiều khi có nhiều người nhẹ nhàng tức chết, có nhiều người nặng nề trào máu. Nhưng mà ôi mình có trào trào nó không quan tâm rồi tự hút vô thôi. Người ta thương mình, ta tính khác, người thương mình là sẽ cố gắng không làm mình khổ. Còn người ta không khe, mình có làm gì cũng vậy, thế mình không chẳng làm gì. Cái người mà sống mà có quan tâm nó khác. Người không quan tâm rồi, giờ mình có khóc ròng, mình khóc hoài, thấy xưa là diễn. Mình không quan tâm. Cho nên nếu mà người ta quan tâm thì ta không làm mình, người ta hoặc là ta sẽ giảm đi cái tốc độ làm khổ mình. Cho nên mình phải đủ nhận thức, đủ cái ý biết. Ở đời một là khe, hai là không khe. I care, I don't care. Mình có nói gì đó, I don't care. Vậy có người don't care rồi thì giờ mình gì? Mình đâm đầy à. Nhận hoàn cảnh, nhẫn con người, nhẫn bản thân. Mà đôi khi trong cuộc sống chúng ta, chính bản thân này chúng ta cũng phải nhẫn lắm. Tại vì chúng ta vẫn còn là con người phàm phu, có những cái mình rất muốn nhưng phải thụt lại chứ. Ví dụ bây giờ mình muốn làm điều đó lắm nhưng mà thôi không được. Chờ quý vị biết không, tại sao đi tu mình phải mặc những cái chiếc áo? Chiếc áo đâu có gì, nhưng mà chiếc áo nó giữ ông thầy tu. Cái đầu giữ thầy tôi. Bây giờ phát sinh rồi thì hơi khó biết. Hồi xưa là ai cạo đầu là thầy chùa hết á. Đây có ngông thầy đây ông thầy bên này nữa đó. Bên kia cũng có ngông thầy rồi. Giờ nữa bên Thái Lan á, bên Thái Lan á, các thầy tu ngoài cạo đầu phải cạo chân mày. Tại vì không có anh nào anh giáo cạo chân mày hết. Anh giáo cạo cái đầu là gì? Nó cua. Nhưng mà không dám cạo chân mày nhìn ớt liền. Rồi mà thầy Thái Lan cạo chân mày. Nó chỉ có cạo chân mày mới biết chắc chắn rằng ông đó thầy tu thiệt. Chờ bên Nam Tông, Thái Lan, Lào, Campuchia là ngoài cạo đầu cạo luôn chân mày. Còn người đời mình á, bức quá cạo đầu thôi chứ cạo chân mày có gì được. Không dám. Đó để làm gì? Để giữ mình. Cái người xuất gia mặc cái áo rồi thì không lẽ
Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như thích thấy cái điều đó vui quá, nhảy tưng tưng lên. Trời, ông thầy mất oai nghi. Thì mặc cái áo đó rồi tự nhiên nó nếp mình. Cho nên người xuất gia là tâm hình dị tục, còn là Phật thua. Cho nên Pháp Hòa nói quý vị Phật tử nha, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng làm Phật tử. Người mà chưa quy thì cũng là phàm phu, nhưng phàm phu tục tử. Nghĩa là ai đánh mình đánh lại, ai chửi mình chửi lại, ai mà mùng một thì mình cũng ngày rằm. Nhưng mà nếu mình là quy y rồi thì cũng là phàm phu, nhưng mà phàm phu Phật tử. Thí dụ như mình mới đưa tay lên chỉ Phật tử quy phải đưa vậy, mới nhất dương chỉ cái vũ gì luôn thì đó. Thì có người mà nói tôi không dám quy, tôi không dám quy giữ giới đâu, tôi quy rồi tôi làm nó tội. Ồ, anh không quy y anh làm không tội hả? Nhưng mà anh quy y rồi anh làm anh biết cái này sai nè, cái tâm hổ thẹn, tâm tàm quý nó sanh khởi thì việc làm nó còn bớt. Ví dụ như hồi mình chưa quy y đó, trời ơi đồ free người ta cho nhiêu là hốt quá trời hốt. Nhưng mà nếu mà quy y rồi cũng hốt nó không còn nghĩ được nha, thôi chừa lại cho người khác đi, đỡ lắm. Trời ơi, mà đi mua đồ mà lựa một cái thôi, lựa tróc góc nhỏ luôn. Bắp mà mua trái nó nghe là lộ từng cái áo nữa nè. Lựa, nó khổ rồi cho đều. Còn cái gì mua phao là bẻ cuốn. Mua trái là cầm lên lựa. Dưa leo mà hai động trái cầm so. Nhang mà cúng Phật mà rút ra đốt liền, còn dưa leo hồi so vậy nè. Thì mua trái mà đâu có tội lỗi gì đâu. Nhưng mà Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng thấy cái tâm phàm phu của mình. Nhưng mà khi mình thấy mình phàm phu mà mình nhớ mình là Phật tử, mình nhẹ lại, đỡ lắm. Mình tu không phải là để perfect đâu, để cho mình tốt thôi. Better là được rồi, không cần perfect. Nếu mà perfect lên bàn thờ hết rồi. Cho bệnh mà không hết bệnh mà giảm bệnh mừng không? Mừng. Tu mà giảm tham, giảm thân, giảm si là có kết quả. Không cần hết. Bởi vì ngày nào còn đi làm, còn giao tiếp là còn tham. Ngày nào còn tiếp xúc con người là còn sân. Ngày nào còn ham đắm là còn mê. Sao hết được? Nó là đệ tử của mình mà. Mình là đường tăng. Ba đứa nó là ngộ không, ngộ năng, ngộ tịnh. Ngộ không á là bắt ra là con khỉ đó, là sân. Ngộ năng á là con heo đó, là tham. Ngộ tịnh đó là cái người gánh, cái gánh đi theo là si. Ba nhân vật đó là tượng trưng cho tham, sân, si. Đệ tử của đường tăng, đường tăng là mình, một con người xác thịt bình thường, quỷ thần không biết, quỷ quái không hay, giống mình không, ai nói ngọt ngọt là chịu hết á. Thì ba đứa nó đệ tử mình đi tu, nó đi tu theo, nhưng mà nó quậy dữ lắm. Thấy mấy người vô chùa quậy không? Tham sân si còn đủ, nhưng mà nếu mà mình biết điều khiển nó, mình phục dưỡng nó. Thí dụ như nó mới ngồi không, thấy không? Ly một cái thầy niệm chú dứt đầu lắng xuống. Tu là vậy đó. Mình quy y để vậy đó, để khi mà nó vừa trời lên lắng nó xuống. Thí dụ mình đang ngồi mà lột, nghĩa là trong cái quầy bán của người ta mà lột rách hết trơn mà mua hai trái à. Nhớ lát liền giùm ta nghe. Tu sao mua gì mà một lát mình đi ra người ta chửi. Người ta rủa mình. Thật ra Pháp Hòa nói như vậy để không phải cái đó là tội lỗi đọa lạc cái đâu hết á. Nhưng mà để chúng ta thấy được cái cách sống phàm phu của mình. Mà mình tu là để mình thấy cái đó chứ để làm gì cả. Ngồi thiền để làm gì? Để thấy cái cố tật của mình. Vậy thì mình tụng kinh để làm gì?
đâu phải tụng cho Phật nghe, tụng để mượn lời kinh làm cái gương soi mình. Đó, có tôi trong này nè, có ngày không nói với nhau nè, cũng không muốn nhìn thấy mặt nè, gây nên nội kết dài lâu nè. Mình kinh đó, đó cái gương soi có mình, nhưng mà mình người khác nói mình không chịu, mình giận. Ông Phật nói mình nghe, ông tổ nói mình tụng chết mồ cho tổ. Mà người khác nói anh nói mắc gì nói tôi, anh hư tôi được cái gì mà anh nói. Cho nên người phàm nói nhau không nghe đâu, ở trển nói mình mới chịu. Thì mình khoái trển lắm, mà kêu lên trển không chịu. Nghe ở trển mà gửi giấy là thôi, chứ giờ thầy cầu an. Mà ở trển nói gì nghe, thầy chịu sống mình. Cho mình nhẫn để dưỡng cái phước của mình. Ai cũng có phước đó. Mình có phước có miệng này, nhưng mà cái miệng này không nhận bất phước. Mình có lỗ tai để nghe nè, mà hay gạt nghe người ta mất cái phước. Thí dụ bây giờ lỗ tai mình nghe ai nói gì mình cứ nghe, phải quấy gì khoan đã, để nghe hết cho đó. Nhiều khi mình nghe như vậy đó, mình giúp cho người ta trút bỏ khổ đau trong lòng, cũng có cái phước vậy. Mặc dù mình chưa giúp người ta giải quyết được nỗi đau, nỗi khổ niềm đau, nhưng mà ít nhất mình đã giúp cho người ta trút được nỗi khổ niềm đau trong lòng rồi. Giải quyết chưa được. Quý vị thấy con mình đi, là đi học về lại nhảy nói thôi nín đi mệt quá, mẹ đi làm về mẹ nghe con. Mai mốt nó 13 tuổi nó vô phòng nó không thèm nói với mình nữa. Bây giờ mỗi lần muốn vô gặp nó khỏi gõ cửa. Rồi còn không nó muốn nói gì mình nó send cái text cho mình, viết tờ giấy cho mình. Sao con nói chuyện với mẹ? Tao nhỏ con nói mẹ la con. Hết phước rồi. Ở đây mình nói là mình có con có phước mà có 25% thôi, là cái thời gian từ lúc nó sanh cho tới 15 tuổi. Từ 15 tuổi đó trở đi đó, có đứa mà nó hay hơn nữa mới 13 tuổi thôi, là bắt đầu hồi nhỏ là cục vàng, tới là bắt đầu từ đó cục nợ. Quý vị có thấy có nhiều khi họ bây giờ mà muốn nói chuyện với nó đó, là phải lựa lúc đó nha, lựa lời á, nói không được là nó xịt lại liền. Có những đứa con mà mình nói là phải suy nghĩ lúc nào nói, mình không sợ ai hết á, về nhà sợ con thôi. Ra đường ai cũng ngán mình hết á, tại mình dữ dằn quá. Nhiều có con mình ngán nó nạt cái mình xách về. Cũng chỉ ai chỉ mà vô phòng con mình phải chỉ vô cửa bỏ. May I come in? Tại vì mình không gõ cửa nó để giấy. Mình không gõ cửa nó, mình mở đại vô nó để giấy. Nó next time vô phòng nó phải gõ cửa. Thậm chí mà vô phòng nó clean, nó nói con không cần. Thì Pháp Hoàng hứa như vậy để đại chúng thấy rằng chúng ta ai cũng có cái phước của mình, nhưng mình có dưỡng và dưỡng bằng cách nào. Cho nên mình cần quy y, cần nhận giới để làm gì? Để giống như là cái đó nó thúc liễm mình lại, để nó tăng trưởng cái phước cho mình. Làm mà phải biết con người sao, đó là gọi là nhẫn để mà dưỡng cái phước. Và cái lợi ích là mình giữ, mình nhẫn được, mình không bị mang tiếng xấu. Mà mình nhẫn được, mình làm ảnh hưởng những người xung quanh, người ta nhìn cái nhẫn mình ta học. Quý vị ngày xưa có những vị mà người ta nhẫn, mà mình thấy rằng cái đức nhẫn của họ hay vô cùng. Mà chính cái nhẫn đó nó tạo ra một cái đức sau này họ nhiếp phục được rất nhiều người xưa. Mình đọc trong sử, trong truyện mình thấy cách này. Chính bản thân Pháp Hoàng này, hồi mà Pháp Hoàng đi tu rồi mà đi học trong trường, những năm đó người ta chưa có làm quen với hình ảnh người tu, bị chọc mỗi ngày luôn. Nếu mà Pháp Hoàng mới nói thật chứ mấy đứa nhỏ bây giờ mà nó đi tu mà nó bị chọc kiểu đó, chắc nó tu nó không đi học đâu.
có thể nó ham tu nó ở nhà thôi, chứ còn còn không thì nó ra đời nó đi học, chứ còn gọi là mặc hình thức này đi tu mà vô trường thì không không nổi. Nó chọc mình từ cửa, nó chọc cho tới lớp, bất cứ ngồi đâu nó cũng theo nó chọc mình. Nhưng mà chính cái nhịn đó, cái nhẫn đó, sau này nó tới gần mình, sau này nó tới gần một bên, nó ngồi với mình, và thậm chí nó cảm thấy nó rất là bình an khi nó ngồi với mình. Có những đứa nó nói người Việt mà cỡ cỡ vậy, khi nào mà buồn đi tím chú Tiểu thôi. Hồi đó mấy đứa nhỏ ở trường kêu bố bà chú Tiểu mà. Nó khi nào buồn buồn kiếm chú Tiểu mà, ngồi với chú Tiểu bình an. Tại vì mình đâu có làm gì hết. Mà bây giờ thưa đại chúng, là người mà người ta muốn đấu với mình rồi, mình đấu lại đâu. Tại vì mình một thì người ta hai, mình hai là người ta bạn. Chứ cuối cùng cái nhẫn đó nó ảnh hưởng xung quanh. Và mình khi mình nhẫn đó, nó tập cho mình một cái sức chịu đựng. Cái hoàn cảnh này mình được, là bất cứ hoàn cảnh nào này mình cũng chịu. Và thưa đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa thưa nhẫn có ba cách nha: nhẫn người xung quanh, nhẫn với chính bản thân mình, và nhẫn hoàn cảnh. Mà cái hoàn cảnh là một cái điều gì đó rất là khó. Có những người viết email cho Pháp Hòa: thầy ơi cứu con không biết con chịu được hoàn cảnh này tới bao giờ. Thì khi mình biết được người đó ở trong những cái hoàn cảnh đó, thì Pháp Hòa nói bây giờ nếu chị thoát ly được phần mình, nhưng còn bao nhiêu cái ở lại sẽ như thế nào. Thành ra đôi lúc mình cũng phải sống chết với nó, nhưng mà chính cái đức im lặng của mình nó sẽ giúp cho mình vượt rất nhiều những khó khăn. Mà Pháp Hòa tin chắc rằng ở đây đại chúng đi làm lúc mình mới qua Mỹ chắc chắn là sẽ làm được điều đó. Tại lúc mình mới qua không phải đơn giản như, và không phải dễ dàng như bây giờ. Từ cái ngôn ngữ con người mình tiếp xúc. Cái thứ hai là mình thiện để mình giữ cái đức. Hồi nãy là mình nhẫn dưỡng phúc, thiện dưỡng đức. Đức là gì? Đức không có hình tướng. Đức là do mình sống thôi. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa lấy cái ly nước này, Pháp Hòa tặng cho một người nào đó, thì Pháp Hòa đây là cái phước, này là công, cái này là phước đức. Nhưng mà cái cách mà Pháp Hòa đưa ly nước cho người đó uống là công đức. Phước đức với công đức là hai cái nó khác. Công đức là cái cách cho, phước đức là cái của mình cho. Có nhiều khi mình cho người ta nhưng mà mình sỉ vả người ta, mình làm cho người ta cảm thấy bị tổn thương, thì mình được có cái công ở cái chỗ là mình cho người ta món ăn, nhưng bù lại mình đã làm cho tâm hồn họ đau khổ. Thì khi mình sống như thế nào mà làm cho người khác thoải mái nhẹ nhàng, đó là cái đức của mình. Và từ đâu nó có cái đức đó? Do cái cách nghĩ thiện, sống thiện của mình. Thiện là gì? Thiện là tăng ích. Quý vị cứ nhớ, cái gì mình làm cho người khác và mình được tăng trưởng niềm vui thì gọi là thiện, gọi là tăng ích, ích là lợi ích. Còn ác nghĩa là gì? Là tổn giảm. Mình làm cái gì, mình nói cái gì mà tổn giảm cái từ nguyên của mình. Ví dụ, ví dụ như có một lần cái người đó hỏi Pháp Hòa đó, là người ta đang chăm sóc một con chó. Ví dụ mình đấy, nó là con chó mà có gì phải chăm sóc. Thật ra nói cái đó cũng có gì sai, nghe thì bình thường. Nhưng mà ngay câu đó đó, nó có hai phần tổn giảm. Một, lòng từ bi của mình. Mình đâu có chăm sóc con chó đâu, người khác chăm sóc. Và mình nói như vậy là mình biết rằng trong lòng mình cái tình thương với vạn loài chúng sanh không có. Và người mình cũng làm cho người khác cảm thấy khó chịu khi cái lòng từ của họ bị mình gạt.
họ thương đến nỗi họ thương một con chó. Cho nên đôi lúc trong cuộc sống của chúng ta nói một hai câu mà nó tổn giảm cái niềm vui của mình và của người nhiều lắm, và đầu tiên nhất là mình. Cho nên trong định nghĩa của chữ thiện ác là vậy, thiện là tăng ích, ác là tổn giảm. Và trong kinh Pháp Cú Đức Phật có nói rằng nếu người làm điều thiện nên tiếp tục mà làm, nhiều người nào siêng làm thiện nên tiếp tục mà làm, hãy ước muốn làm thiện chứa thiện tất an lạc. Mà đừng khinh một điều thiện nhỏ mà không làm, tại vì điều thiện nhỏ cứ làm lâu ngày thành thiện lớn. Ngược lại, nếu điều ác nhỏ mà cứ làm, ác nhỏ lâu ngày thành cái ác lớn. Như là hồi nhỏ mấy đứa nít nó cung tay nó đánh ba nó, đánh ông nội nó, nó thấy con kiến đang đi nó chạy tới nó đạp thì cái mình hay ca ngợi nó, ô đánh mạnh lên con, đánh mạnh lên, giỏi quá trời ơi, cháu của bà lực sĩ, rút nó theo con kia nó chạy kìa. Mình đâu có biết rằng mình đang tán dương, mình đang ủng hộ cái tâm bất thiện trong nó. Hồi nhỏ mới bên lớn một cái chung tay đánh người rồi, thì từ nhỏ tới lớn nó được nuôi dưỡng vậy thì lớn lên nó bục người ta là chuyện thường, thì lúc đó nó binh. Thà nữ ra tại sao mình tập ăn chay, ý nghĩa ăn chay là cũng một phần để dưỡng lòng tự. Ví dụ như giờ mình không ăn chay đi, mình nói chiều nay ra chợ nha, mua con gà về rồi mình luộc nó, mình làm gì đó, thì khi mình trong gà chưa luộc nhưng mà quá trình luộc con gà là nãy làm việc trước rồi, bắt nó làm sao, cắt cổ nó làm sao, nhúng nước sôi nó làm sao, nhổ lông nó làm sao, cái quá trình nghĩ ác. Mua một con cá sống về phải đập đầu nó, mà hãy đập đầu nó là cái răng mình phải nghiến và sức mạnh mình phải ra và cái tâm mình muốn cho nó chết ngay lúc đó. Còn cái người ăn chay á, dù ta có làm heo quay, vịt quay gì đi nữa cũng toàn tàu hũ không à. Ta mua tàu hũ về ta cuốn rồi ta nhúng rồi ta lấy cây ta ghim rồi ta khìa ta ram vậy đó, rồi mình nói là ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dối đó, thì cái anh đánh có nghĩ gì được, cái tâm bất thiện nó cũng không có gì, ta cháy mà. Đây Pháp Hòa chưa nói những ý nghĩa khác, ở đây một ý nghĩa thôi. Mình ăn chay là khi mình ăn chay mình khởi tâm lành. Pháp Hòa không có nói cái điều đó xấu hay là tội lỗi, nhưng mà ở đây mình phân tích để mình thấy mình dưỡng con người mình như thế nào. Ví dụ như cái người đó họ thích ăn cắp, thì cái đầu họ lúc nào phải nghĩ tới, đi đâu mắt họ phải ngó coi có ai để quên gì không. Mà nếu mà ai mà lỡ để quên gì thì cái đầu nó nghĩ thứ hai nữa là cách nào để là lấy cái món đó, và một lát nữa sẽ đi bằng cách nào, vân vân. Thì khi một cái tâm bất thiện nó khởi sinh thì cái quá trình dưỡng nó sẽ có. Cho nên trong kinh nói rất rõ, chúng ta có cái chủng tự ác căn. Ví dụ Pháp Hòa đã bây giờ Pháp Hòa có tâm tham, có thích tham, ai mà để rơi rớt là gì, là cái duyên để cho mình sanh tâm tham, rồi mình suy nghĩ cách nào để mình lấy cái đó là cách thức tham. Khi mình ba cái gom lại, có căn thích lấy đồ, đồ để sẵn đây, cách thức lấy ba cái này gom lại thành nghiệp tham, nghiệp ăn cắp. Trong giới Bồ Tát nói đó, cách thức tham, phương tiện duyên tham, phương tiện rồi nghiệp tham. Chứ đừng có nói ví dụ mình thấy tôi hả, bây giờ tôi tu tôi khỏe lắm, ai chửi tôi cũng nín, tôi nguội rồi, anh lắng thôi, lửa nó đang nhẹ nhẹ vậy thôi chứ nó chưa phật, lỡ chạm vô là biết liền. Cho nên mình tu là để giữ cái mức lửa đó, giữ cái mức đó nó bình. Ngồi thiền tụng kinh là để làm cho cái tâm bất thiện nó lắng dần, chứ nó không có hết. Rồi khi mà nó khởi là mình chuyển từ cái bất thiện chuyển thành cái thiện thôi. Ví dụ như nãy mình khởi sân lên,
thì cái tâm mà chuyển cái tâm sân đó coi là tâm bồ đề, tâm niết bàn, cho nên gọi là phiền não tức bồ đề. Chuyển tức đó không có nghĩa là nó đi đâu, mà nó được chuyển. Ví dụ mình lỡ mình nấu nồi cơm sống, bây giờ cơm sống được chuyển thể thành chảo. Lỡ nấu nồi cháo trắng ăn ngán quá, ngày mai cắt tàu hũ, cà rốt, rồi khoai môn rồi thả vô thành cháo đen, thành cháo thập cẩm. Chuyện à, những cái món ăn của mình mà lăn xăng lít nhít ở nhà đó, cái mình đem vô mình nồi làm một nồi đồ kho, chuyển hóa. Cái bình hoa này nó to vậy nè, nhưng mà có thể 3 ngày sau nó héo thì mình dứt cái héo bớt. Rồi bây giờ nó còn ít cho mình làm gom lại, nhỏ lại. Nó vẫn là một bình hoa đẹp nhưng mà ở một cái dạng thể khác. Cho nên thiện là rất cần, mà chính cái thiện đó nó dưỡng cái đức của mình. Ở trong chữ, trong Minh Tâm Bảo Giám có câu đó, tích thiện phùng thiện, tích ác phùng ác. Chứa thiện, chứa lành á, sẽ gặp lành. Chứa dữ sẽ gặp dữ. Tử tế tương luân, thiên địa bất thác. Người mà luôn luôn suy nghĩ điều lành, trời đất không có phụ mình. Tương lương, chữ tư là tư duy, luân là lương thiện. Tử tế tương lương là thường suy nghĩ điều lành, thiên địa bất thác, trời đất không có phụ mình đó. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Thiện sẽ được gặp thiện, lành dữ sẽ được gặp dữ. Nhữ khoan bất đáo, thời thần bị đáo. Nếu mình làm thiện mà chưa thấy tới thiện, đừng có lo, tại vì thời điểm nó chưa tới. Cũng giống như mình nấu một cái nồi nước lên, mình bỏ lại diêm vô, mình nấu lấy nước ngọt, nó sôi lên cái đấy được chưa, tắt lửa chưa, sao nó không ngọt? Chưa, thời thần bị đáo, nó chưa đủ thời gian thì làm gì nó ra hết nước ngọt được, có phải không? Như mình nấu cơm thôi, đổ gạo vô cái thấy nồi cơm sôi, cái tưởng cơm chín là chưa, thời thần bị đạo chưa tới lúc, chứ không phải là không có. Hành tàn hư thực, tự gia tri. Tâm mình nó hư thực sao tự mình biết. Họa phúc do nhân cánh vấn thùy, họa phước do mình chứ khỏi ai. Cái miệng này mình ăn bậy thì bệnh, nói bậy thì họa. Cho nên ta nói họa tùng bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Ví dụ như ta nói anh ăn cái gì mà anh bệnh, mình phải nói cho ta biết chứ. Hồi nãy tôi có ăn dưa leo, tôi ăn dưa hấu, ví dụ vậy đó, anh bị trúng rồi, vân vân. Hành tàn hư thực, tự gia tri, họa phúc do nhân cánh vấn thùy, hỏi ăn. Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tạo giữ lai triệt. Thiện ác rốt cuộc đều có báo đó, chẳng qua là đến sau hay đến chậm mà thôi. Đến trước đến chậm sau nữa. Cho nên mình làm thiện để dưỡng cái đức. Mình cho người ta, mình có của mình cho, mới có cái của cho. Nhớ cái quan trọng nữa là gì? Cách thức cho, hành động cho. Cái hành động này nó sanh cái đức, cái của này mới có cái phước. Cái người ta, ví dụ như ta ngồi, ta xe tay vậy nè, nếu mình đi ngang á, cầm tiền để nhẹ vô tay người ta, đức đó. 5 đồng là phước, để tay ta, rồi lấy tay ôm lại, nhớ giữ mua đồ ăn ăn nha, đức đó. Cầm 5 là vô xuống. Phước thì có, đức thì không. Cho nên cái đức của mình đó, nó sẽ sanh ở mỗi nơi, mỗi chốn, giữa cách sống của mình, cái cách của mình sống. Quý vị thấy mình đi shopping không? Người nào người ta tới cửa trước, ta mở cửa cho mình, cái mình bước vô thấy kêu, cái người kia họ đáp lại, my pleasure.
not a problem. Mình bước vô trước, mở cửa đi luôn. Mất đất. Nhưng nếu mà họ mở cái cửa một cho mình, họ đứng quanh bên để mình vô, thì mình mở lại cửa hai, họ bước vô, hai người đắp đổi phước đức với nhau. Cho nên ví dụ như giờ mình bước vô luôn đi, thì cái người thứ hai họ vô hết nói nổi rồi. Thành ra nhiều khi như vậy đó, cái họ nói cuộc đời này chắc có lẽ tôi không cần phải làm thiện nữa. Thành ra mình thấy rằng cái tuệ của mình ở cái chỗ là chúng ta nhận ra cái người ta sống như mình rất lành. Cái thứ ba là gì? An vui để dưỡng cái sắc. Sắc là sắc đẹp, sắc là hình tướng. Thôi lại chúng con người mình ngủ quẩn cái sắc thọ tưởng hành thức, quý vị nghe đó hết rồi. Sắc là sắc thân, thọ là cảm thọ, vui buồn nóng giận đó là thọ đó, tưởng là mình suy nghĩ, hành là nó biến nên nó liên tục, thức là nhận thức phân biệt. Năm cái đó gom lại làm nên con người đang hiện hữu sống gọi là ngũ uẩn. Vậy thì cái sắc là gì? Là sắc diện của mình, là hình tướng của mình. Thì an vui nó dưỡng sắc. Người sống vui sắc nhìn tướng khác. Có nhiều người thấy cái đầu Pháp Hòa nó bóng, hỏi của thầy có sức dầu không? Thầy có thoa cái gì không? Có thoa gì đâu. Cứ mỗi ngày cứ lấy cái dao, cái lưỡi lam đó. Nhiều khi không có tới cái phôn cạo đầu nữa, lấy xà bông chà lên rồi lấy cái dao ngồi đứng gọt vậy thôi. Mà khổ nổi, biết bao nhiêu chuyện tám ngó cái đầu. Quý vị thấy khổ không? Cho nên nhiều khi một cái tờ giấy nó trắng tươi vậy nè, cầm lên hỏi thấy gì không? Thấy cái chấm. Mà trong khi cả tờ giấy không thấy. Thôi mà không có nói vậy là sai quấy gì nha. Ví dụ, tức là người ta nhìn cái sắc mình, người ta có thể luận đó. Mai mới cái đầu thôi nha. Hỏi thầy sức gì, giàu gì à, không lẽ thầy sức mở trang. Như vậy thì người ta nhìn cái sắc diện mình, người ta đoán cái tâm tư mình. Người vui thì nó hiện sắc tướng vui. Mà ở đời nó khổ, lùn cũng bị nói, cao cũng bị vỡ, mập cũng không được, mập thì cứ mập phù lù, ốm cũng như mốc nhắc. Mà người ta trắng cái gì mà trắng nhất, mà người ta đen cái thù lùi, mà nước da ngâm ngâm nước thì sao quắc, không có gì mình chịu hết. Thời cuối cùng các ngài nói sao? Thôi vui để nó có cái sắc diện bình thường. Thưa đại chúng, cái tâm của mình á, buông một cái thôi, cái gì nó cũng xuống đó. Có phải không? Tóc bạc nè, mặt nhăn nè, bao tử đau nè, cơ thể nhìn rất là bệnh hoạn, buông là xuống sắc. Ta nói vậy mà trời, lúc này làm gì xuống sắc vậy? Mà bữa nào mà vui vẻ, cha lúc này làm gì lên hương vậy? Ở trong kinh đó, Đức Phật có nói có năm thứ để dưỡng sắc, trong đó có quán từ bi nè, thường thương khởi lòng thương. Cái người mà luôn khởi lòng thương với mọi người, mọi chúng sanh, cái nhìn, cái nét họ toát ra được cái từ lân mẫn. Cho nên Bồ Tát có một tướng là lân mẫn tướng. Quý vị nhìn các hình và các vị Bồ Tát á, khi mà vẽ hình Bồ Tát á, nét nhìn như thế nào mà để thấy ánh mắt của các ngài đang trìu mến với mình, nụ cười của các ngài đang cười với mình, đang cảm thông với mình, bàn tay của các ngài, cái cách. Cho nên cái đó gọi là lân mẫn tướng, tướng lân mẫn. Quý vị thấy Bồ Tát Quan Âm á,
Khi mà mình đến với Ngài là mình nhìn Ngài, để mình cảm nhận như Ngài đang nhìn mình và mình đang tâm sự với Ngài. Hai cánh tay của Bồ Tát đưa xuống, đưa cái tay xuống để tạm giác lân mẫn tướng. Cho nên Ngài cầm cái nhành liễu, Ngài phất cái tay của Hoa Diệu, để ý nó là Ngài cầm cái nó Ngài rảy xuống cho Ngài lân mẫn tướng. Cho nên một cái vị mà lên cầm dùi chuông, dùi mỏ mà thỉnh á, phải hiện cái tướng lân mẫn với cái mỏ. Trời ơi, tụng kinh thấy tội cái mỏ quá. Mà cái mỏ này trên này nó quết kiểu này là mỏ dưới này là chạy chết đó. Cầm cái dùi mỏ làm sao để người ta cảm giác là mình đang thỉnh mỏ, chứ không phải là đánh mỏ, không phải là gõ mỏ. Trong chùa không xài mấy cái từ đó. Nếu mà ai lỡ dùng phải sửa lại. Thỉnh chuông, thỉnh mỏ, chứ không có gõ mỏ, gõ chuông. Nên bữa nay ai gõ mỏ? Hồi trưa này lúc mình lên tụng kinh đó, cô gia chủ cô mới hỏi Pháp Hoài chứ thầy cần mỏ không? Pháp Hoài nói nhỏ nhỏ, Pháp Hoài nói đây nhiều mỏ lắm đấy. Sư bình tĩnh ông nghe thì ông cười quá trời. Quý vị thấy cái cách mình bưng một cái ly nước tới mình mời khách không? Mình mời khách một ly nước khác mà mình ban bố cho người ta là khác à? Thí dụ mình để ly hai tay, để dĩa hai tay để đàng hoàng. Đấy, lân mẫn tướng. Mình nấu cơm cho con mình á, nấu con ngồi ăn đi con, đứng kế bên để chút này vô con trộn lên, lân mẫn tướng. Giặt quần áo cho con xong ngồi mẹ xếp quần áo ngăn nắp, lân mẫn tướng. Con đi làm về để đôi dép lên trên cái kệ, máng cái áo lên, lân mẫn tướng. Giày dép cũng để đàng hoàng, áo không máng lên, lát bà già bà chửi chết. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, cái hành động nào cũng là lân mẫn tướng đó. Đi làm về thấy nồi cơm hết, do lên bắt nồi cơm lên. Vợ đi làm về thấy nồi cơm nấu rồi là tự nhiên thoải mái về đây liền. Tôi nấu ăn lẹ lắm nhưng mà nồi cơm. Ông đi làm về trước, ông nhìn nồi cơm hết, ông bắt nồi cơm lên. Thầy thấy cái xiên chén dơ, rửa giùm cho mà. Thấy cái nhà dơ, quét giùm. Tại vì mình biết Bồ Tát của mình về và thấy mấy này là Bồ Tát hay biết tướng. Thôi bây giờ mình lân bản tướng, để lát Bồ Tát mình giữ nguyên tướng. Vui nó dưỡng sắc. Mình biết dưỡng mình như thế nào, dưỡng người ta như thế đó. Ngày hôm qua có một Phật tử hỏi Pháp Hoàng: Sư phụ ơi, bây giờ làm sao mình có thể thương người ta? Thì Pháp Hoàng mới nói á, có hai cách. Muốn hiểu được người ta, nghĩ người ta là mình. Muốn thương được người ta, nghĩ mình là người ta. Tại đa số ai cũng thương mình. Bây giờ mình muốn thương được người á, nghĩ người đó là mình. Cho nên mình là người đó, là mình thương người đó. Đức Phật á, khai ra những cái dấu hiệu mà gọi là bắt ấn. Ấn là gì? Là cái biểu lộ của tâm. Ấn là biểu lộ của tâm. Thể tâm mà nóng giận là những cái ấn khác nó ra liền. Ví dụ mình bực quá rồi chừng cái này có một ấn này, là nhức dư chỉ nè. Nhưng mà có cái ấn mà gặp Phật ngồ ấn này là ấn phổ lễ. Cái ấn này gọi là ấn phổ lễ. Một cái lễ mình lễ xuống một biến khắp cả ấn phổ lễ. Cái chân mình ngồi xếp lại trên cái tọa của bồ đoàn để biểu lộ tâm bình định, lấy cái bàn tay phải đặt trên bàn tay trái, ấn hàng ma, để cái tay đó xuống, tự nhiên nó cảm giác rằng định. Ai mà bước vô cái thiền đường thấy cái người ngồi vậy là không dám đi mạnh,
người đó đã ấn cho mình biết rằng họ đang trong trạng thái tĩnh lặng. Cho nên mỗi cuộc sống của chúng ta, mình nói cái gì mình hay lấy cái tai, mình biểu lộ cái tâm, thì cái tướng của chúng ta, cái sắc của chúng ta nó biểu lộ cái tâm. Và mình muốn mình thích vui như vậy, người khác cũng sẽ vui như vậy, gọi là vui dưỡng sắc. Thưa đại chúng, chúng ta trang điểm nó sẽ phai nhạt, có thậm chí phai nhạt tối cũng tự kiếm đồ nữa. Cho nên mình trở về với cái chân như của mình, tối là phải trở về chân như của mình. Thì ngồi thiền là mình tĩnh lặng, mình trở về với con người đích thực của mình. Tại sao sống cầu an Phật Dược Sư mà chết niệm Di Đà? Tại vì Phật Dược Sư phương Đông là tượng trưng cho sức sống mặt trời mọc, Phật Di Đà là ở phương Tây tượng trưng cho mặt trời lặn, tượng trưng cho cái lúc mình trở về. Cho nên mỗi ngày chúng ta có hai hướng để trở về chứ không thể chết. Sáng là hướng mình về phía mặt trời mọc, đón một ngày mới. Và phải sống như thế nào để từ cái ngày mặt trời mọc đó dài xuống cho đến chiều tà tĩnh lặng. Có ai mà ngủ mở mắt đâu, ngủ phải nhắm mắt. Đó là trạng thái trở về. Ngồi thiền không ai mở vậy chứ, trừ khi nào mình muốn làm thần. Ngồi thiền là phải mắt nó xuống, trở về với chính mình. Trong khi mình ngồi thiền là dưỡng sắc, dưỡng cái tướng mình. Ngồi phải mỉm cười nghe, để chúng ngồi thiền nhớ mỉm cười nha. Cười mỉm thôi. Cái này gì? Không ai ngồi thiền vậy hết. Ngồi thiền mình ngồi mỉm vậy nè. Quý vị nhìn Phật á, cái mỉm đó là biểu lộ tĩnh lặng. Cái đó là lạc. Mình cười vui là hỷ, mỉm cười là lạc. An nó mới lạc. Còn hân là hỷ, hoan hỷ, cười vui. Cho nên Phật chỉ là hoan hỷ, cười té tét là hoan hỷ. Còn khi mà chúng Đức Phật Thích Ca hay Phật Di Đà ngồi, an lạc. Cái lạc đó nó mới nuôi dưỡng mình. Ví dụ Pháp Hòa nói chuyện, đại chúng nghe, đại chúng cười, nhưng mà sau cái nụ cười đó đại chúng nhận được một cái message. Cái đó gọi là vi tiếp. Pháp Hòa đâu phải lên đây chọc đại chúng cười làm hề, nhưng mà trong cuộc sống chúng ta, những câu chuyện dí dỏm để nó chúng ta giúp mình tìm ra một đạo lý sống. Sau một trận cười đó xong, ngẫm nghĩ mà thầm. Ví dụ như viết tờ giấy lên, thầy ơi đời khổ quá, chừng nào hết khổ? Đời là một biển khổ, qua hết đời, qua hết biển khổ là qua đời. Vậy thì chừng nào hết khổ? Chừng nào qua đời. Đời là một biển khổ, qua hết biển khổ là qua đời. Cười vui xong nghiệm lại câu đó, câu đó. Đó, cái đó gọi là vi tiếu. Sau một cái cảnh cười to, lặn xuống một cái gì. Có một bài thơ thiền rất hay. Cửa tùng đôi cánh khép, một mũi tên sáng loáng lìa dây cung, lao vút tới, mặt trời nổ tung, đầy sân hoa cam rùng, phản phất. Đầy sân hoa cam rùng, phản phất bóng vô cùng. Cái hình ảnh hồi nãy rất mạnh. Một mũi tên sáng loáng lìa dây cung, lao vút tới, bắn thẳng vô mặt trời. Mặt trời nổ tung. Nhưng mà cuối cùng cái hình ảnh rất nhẹ nhàng. Đầy sân hoa cao ruộng, phản phất bóng vô cùng. Cuộc sống của chúng ta nó có cỡ nào đi nữa, nó nổ tung vô mặt trời, nhưng cuối cùng chúng ta hãy nhẹ nhàng như thế. Quý vị để ý coi, vui cỡ nào vui, rồi tối về cũng phải tắt đèn nằm ngủ. Không phải chỗ tĩnh lặng mình trở về là cái gì. Hồi nãy mình mở nhạc rần rần, mình nhảy đủ kiểu hết,
nhảy đầm, nhảy ao, nhảy mương, nhảy sông, nhảy biển, nhảy lầu. Nhưng mà cuối cùng xong tiệc, tắt đèn, im lặng hết. Có phải không? Vì thế cho nên á, khi mình hiểu được đạo Phật rồi, đạo Phật cùng khắp trong mọi nơi mọi chốn chúng ta sống, và chúng ta sống được với cái chất Phật là cái chất để chúng ta sống, chứ không mình thoát mình một cái hình thức. Nhưng mà nói vậy là đạo Phật không phải phối bỏ hình thức, có hình thức hết, nhưng mà trong cái hình thức nó chuyển tải cái nội dung. Thì mình là người học Phật, mình phải thấy cái đó để mình thấy rằng à, tôi theo đạo Phật là cái gì? Đạo Phật là cái gì mà phải theo? Đi theo đạo Phật là tìm ra được cái đó, tìm ra được cái vi tiêu sống đó. Thí dụ cái câu có bài đùa đó: buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào. Quý vị nghe câu đó xong quý vị nghiệm câu này: buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào. Vì tiêu. Cho nên mình nhiều lúc mình suy nghĩ những câu, những cái câu đó nó làm cho mình vui, và mình chuyển hướng liền. Hồi nãy mình buồn lắm, nãy mình khổ lắm, nhưng tự nhiên có một câu đập đến: so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này hạt cát có ra chi. Cả một cái hành tinh con người này nè, khổ ơi là khổ, không người nào mà không khổ. Thì mình, cái khổ của mình chỉ là một hạt cát so với cái khổ mênh mông của kiếp người. Mà không có cái khổ nào khổ cho bằng sanh tử gì lao. Chồng thương cũng khổ, tại vì lúc chết cũng hoàng hoại khổ lắm. Chồng bỏ cũng khổ, cho nên khổ nào cũng chỉ là tạm thôi. Cái khổ sanh tử trước mắt, cái khổ trầm luân của sanh và tử, cái đó mới là trần, cái trần ai khoai củ của cái khổ. Cho nên không có cái khổ nào bằng cái khổ tử sanh. Cho nên cuộc đời này được mất còn thắng gì, sao ra được thì hưởng, hết thì thôi. Cuộc đời, đời này như thể cái tim mà nó thấp vậy, cháy mau thì hết, có đâu còn hoài. Cảnh đời nghĩ uống bi ai, khác nào hoa nở rồi mai hoa tàn. Cảnh đời như sa cát biển đông, cát á, nó trồi lên cung vàng điện ngọc vậy đó, một cơn nước ập vô là cái nào cũng hết hết. Thì cuộc đời này cũng thế không? Quý vị đọc báo quý vị thấy hoài, tỷ phú, triệu phú do một cơn nóng giận giết vợ, giết người thân cũng mất hết, vô tù. Cho nên nghĩ như vậy để nó có cái an lạc, nó dưỡng sắc mình, nãy sắc mình khổ lắm. Từ bi để nuôi dưỡng cái tâm mình. Để có chúng sanh duyên từ. Chúng sanh duyên từ là gì? Thấy mọi người xung quanh khởi lòng từ. Pháp duyên từ là thấy hoàn cảnh của người ta. Có nhiều người mình không biết làm sao, chưa thấy gì mà nhìn cái nhìn thấy thân thể họ mình thấy thương. Cho nên đem cái những cái nhìn, cái con người và cái pháp cũng có khởi nhìn lòng từ. Thưa đại chúng, nếu quý vị muốn khởi lòng từ bi dễ đó, nên đi vô bệnh viện thăm bệnh nhiều một chút. Khi mình đi vô thăm bệnh viện, mình thấy có những người, nhất là những người quý vị quen, quý vị đi thăm đi. Đi thăm bệnh đó, đừng có nghĩ rằng người đó quen với mình phải đi. Một mặt là họ quen với mình, nhưng mà chính nhờ họ quen với mình đi thăm bệnh đó, mình mới có hình ảnh để quán chiếu. Ví dụ như cái người đó hồi đó, cái cách đây tháng trước đang khỏe lắm, bữa nay nghe bệnh ung thư thời kỳ cuối, thì mình đã từng có cái hình ảnh khỏe mạnh của người đó rồi. Bây giờ mình vô mình thăm cái người đó, mình có cái hình ảnh này để mình đối chiếu, giúp cho mình chứng ngộ sớm lẹ lắm.
ngộ và chứng ngay trong cái chỗ đó. Hồi nào liệt liệt quanh quanh, bây giờ còn phân nữa, quanh không còn, liệt không. Cho nên á, chúng sanh duyên từ, pháp duyên từ. Chúng sanh duyên từ là nhờ chúng sanh mà duyên ra được cái lòng từ mình, nhờ thấy hoàn cảnh của người ta mà sanh ra được cái lòng từ. Do thấy hai cái đó được, cho nên vô duyên từ. Đi tới cái thứ ba, nghĩa là không cần biết, chỉ thấy thương và giúp đỡ bằng tất cả cái khả năng của mình. Từ bi có ba cách: chúng sanh duyên từ, pháp duyên từ, vô duyên từ. Có nhiều khi mình thấy người ta khổ mình thương, cái đó trời tôi thấy nó khổ tôi thương, cái đó tôi thấy cái hoàn cảnh của anh vậy mà tôi thương, phải không? Thấy hoàn cảnh là pháp duyên từ, thấy người đó khổ là chúng sanh duyên từ. Bây giờ tôi sẽ làm mọi cách tôi giúp cho người đó là vô duyên từ, bình đẳng đem tất cả khả năng mình. Và chính cái lòng từ bi đó diễn cái tâm mình. Thái tử Sĩ Đạt Ta đi ra dạo bốn cửa thành mà thấy già bệnh chết, khởi thấy pháp duyên từ, khổ duyên, chúng sanh duyên từ mà ngài vô duyên từ, bỏ đi cái của mình để đi tìm một con đường cho tất cả. Có nhiều khi quý vị thấy có nhiều người ta dám hy sinh đời tư của người ta để ta làm những công việc lớn, vì người ta thấy được chúng sanh và hoàn cảnh, nuôi dưỡng cái tâm của cần kiệm để có thể sinh tài. Tài là tiền của đó. Ở đây phần lớn là thờ thần tài, phải không? Có nhiều nhà thờ thần tài. Hỏi tại sao thờ thần tài? Để giàu. Hỏi giàu chưa? Dạ cũng còn ba chớp. Nếu mình thờ ông thần tài mà giàu đó, là cái ông làm ra tượng thần tài giàu hơn mình. Cho nên mình phải hiểu được cái ý nghĩa của thần tài. Cái gì gọi là thần? Thần sông, thần nhà, thần cửa, thần xe. Quý vị đọc trong kinh nghe thần đủ thứ không? Nhớ không? Thần nhà, thần ngày, thần đêm, thần ăn, thần uống, đủ thứ thần. Tại sao gọi là thần? Cái gì nó có cái lực đưa chúng ta sống là thần. Không mà ví dụ trời nóng quá, mình ở trong này có AC, máy lạnh mát dịu, thần AC. Trời đang mưa đang tuyết, mình ở trong nhà ấm cúng, thần nhà. Người ta phải đón xe bus, mình có chiếc xe cùi cọc cạch đi, thần xe. Cho nên cái gì mà nó đưa mình tới được cái chỗ sống mà mình vượt tất cả mọi chính mất khổ đau là thần hết. Thế thì tiền của mà chúng ta giữ được không phung phí là thần tài. Vậy mình thờ thần tài là thờ ai? Thờ mình. Nhưng mà lấy cái tướng đó để nhắc mình, bởi mình không tư mình nói. Thế mà thờ thần tài là phải có thổ địa, vì theo nguyên tắc của phong thủy, thổ sanh kim, đất sanh vàng. Cho nên thờ thần tài phải có thổ địa. Mà thổ địa là tượng trưng cho tâm, tượng trưng cho tâm. Mà cái nhà mình ở vững, nếu mình giữ vững được cái nền móng của cái nhà mình thì tiền của con. Mà giữ không được, tiền đi trước nhà đi sau. Tại tiền của hết là phải bán nhà, là lúc đó thổ địa mất chỗ ở. Vậy thì thờ thần tài thổ địa chính là sự đối tượng để nhắc mình. Nếu anh không vững tâm giữ tiền của nhà anh thì nhà cửa anh cũng sẽ mất hết. Mà thật sự ông thần tài đó là ông Phạm Lãi đó, chứ không ai đâu. Tại vì khi mà ông Phạm Lãi về hưu rồi ông giàu lắm, ông mới đem tiền giúp người nghèo. Ông giúp riết đến khi mà ông đi tới đâu gặp ông Phạm Lãi tới là dân nghèo nó: ô, thần tài của mình tới rồi, thần tài của mình tới rồi. Cho khi Phạm Lãi chết, người ta tưởng nhớ ông, người ta tạc cái tượng của ông Phạm Lãi, người ta thờ, gọi là thờ thần tài. Từ đó về sau mình mới có cái tục thờ thần tài.
Nhưng mà trong cái tinh thần của đạo Phật, cái gì mà nó giúp cho mình vượt trước đều là thần. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa đang đau cổ, đây là có ly nước chanh này, thần nước chanh. Trời nóng quá có cây quạt là thần quạt. Ban đêm mà sống không sống mà có được ánh đèn, thần đèn. Ban ngày mình sống an lành là thần ban ngày. Ăn uống mà chừng mực là thần ăn uống. Quý vị đọc trong kinh Địa Tạng, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần ăn uống, thần sống trầm, thần lúa mạ, thần đủ thứ thần. Mà chữ thần trong Phật giáo không có nghĩa là đa thần, là ở đây là sự nhắc nhở. Cái lực thần là phải có lực, cái lực mà mình giúp mình vượt qua gọi là thần. Thế thì cần kiệm sinh tài. Cần kiệm là gì? Cần kiệm cái tiếng của mình là gì? Tiện tạng tiết kiệm, chứ không phải bỏng sẻn nha. Bỏng sẻn khác với cần kiệm. Người ta thường nói á, tích cóc phòng cơ, tích y phòng hạt. Giữ một ít gạo lúa trong nhà để lỡ khi đói. Phòng cơ, cơ là đói. Tích cốc phòng cơ, tức là mình giữ lúa gạo để phòng những lúc đói khát. Tích y phòng hàn, cất lại một vài cáo lạnh để lỡ những ngày trời lạnh. Cho nên mình đi đâu, dù nóng, dù lạnh, dù hè, dù gì, không phải có cáo lạnh đi chứ mình. Lỡ mưa gió khoát luôn. Thì cần kiệm là mình tiện tạng. Tiểu phú là do cần, mà đại phú là do thiên. Hồi xưa ta nói vậy, đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Người ta quan niệm là mình mà làm tỷ phú là do phước trời cho. Còn người mà trung bình, đủ ăn, đủ mặc hay là khá giả chút á, tiểu phú đó, là do mình cần kiệm mà có, dành dụng mà có. Thì tất cả chúng ta ngồi đây là tiểu phú chứ gì nữa. Giờ ai cũng có nhà, có xe, có công ăn, việc làm, đại khái. Đó là tiểu phú rồi, mình không là tỷ phú thôi. Mình không là đại gia thôi. Không, nhưng mà đừng làm đại gia mà cũng không làm đại bác. Đại bác là nổ. Thì cái cuối cùng là gì? Khoan dung là dưỡng khí. Khoan dung là cái lòng bao dung tha thứ. Nó dưỡng cái lực của mình. Hồi nãy an vui dưỡng sắc. Người nào mà thường vui, thường nghĩ những chuyện vui. Cho quý vị cứ nghĩ những chuyện vui đi. Nghĩ những cái chuyện positive. Ví dụ ha, trời ơi bác sĩ mới nói tôi bệnh, nhưng mà may quá mới phát hiện chữa được. Nghĩ cái đó, nghĩ cái may quá đó. Tôi bệnh mà ở nước Mỹ chữa liền. Thật sự nước Mỹ mà chết là hết số thôi, chứ còn bác sĩ cho chết. Ta sẽ chữa cho mình. Gia đình mà quyết định chữa là bác sĩ không dám làm gì hết. Họ sẽ chữa cho mình. Cho nên cái người mà khoan dung, tâm thường rộng rãi, tha thứ, cái nộ khí không có. Con người, thưa đại chúng, bây giờ có bà thưa vậy nè. Trong đạo Phật Tam Bảo gồm có gì? Phật Pháp Tăng. Đó là Tam Bảo của đạo Phật. Con người có Tam Bảo là tinh khí thần. Làm ăn cũng có Tam Bảo, nói năng cũng có Tam Bảo. Ví dụ nói năng có Tam Bảo là ái ngữ, là nói lời đàng hoàng, chân thành. Ví dụ vậy, làm ăn cũng phải thành thật. Có đạo tâm, tức là có nghề gương tâm, nghề nghiệp, và biết rành rõi việc của mình làm. Đó là Tam Bảo của người buôn bán. Cho nên Tam Bảo không chỉ có Phật Pháp Tăng, mà tất cả chúng ta đều có Tam Bảo của mình, tùy theo lĩnh vực nào mà nó có Tam Bảo. Thì con người mà thường nổ khí xung thiên là gì? Lòng hẹp, chấp trước. Mà người mà khoan dung độ lượng, khí chất nó khác. Đó là tại sao người Á Đông lấy cây trúc tượng trưng cho người quân tử. Vì cây trúc đó, thứ nhất thẳng, thứ hai rỗng ruột, thứ ba có mắt, có tim. Cái mắt của cây trúc là tượng trưng cho khí tim.
Thứ tư, lá trúc thẳng. Thứ năm, khi mà gió thổi cúi đầu. Quý vị thấy cái lá trúc nó bay không? Cái lá trúc nó thẳng vậy nè, nhưng mà khi mà gió thổi là lá trúc nó về. Chờ có cái bài ta tán ngợi cái cây trúc. Có khí tiết khi chưa lên mặt đất, vươn thẳng cao, ngoài trống rỗng trong tâm. Ngoài thẳng rỗng trong tâm, vì rỗng tâm nên trúc cúi đầu chào. Lá thổi đến, gió thổi đến, lá phất phơ chào tất cả. Rỗng tâm thẳng, thân thẳng, rỗng ruột, có khí tiết. Đó là một là một, hai là hai, chứ không có thay đổi. Đó là khí tiết của quân tử. Rỗng ruột, không bao giờ chất chứa chuyện của mình. Cái gì xong là xong, buông xả. Rất là thẳng thắn, nhưng không coi thường người khác, vẫn biết cúi đầu chào. Cho nên Á Đông mình lấy cây trúc làm biểu tượng. Ngay cả cây mai nó đẹp vậy đó, mà nó không bao giờ mọc trên đầu, mọc bên thông thôi. Quý vị để ý cây mai không bao giờ mọc trên cái đầu cây. Cái tượng trưng cho người đẹp, nhưng mà không có cao ngạo, biết nép mình một bên. Rồi cuối cùng có bao đọc cho đại chúng nghe bốn câu thơ của một nhà thơ trong một bài thơ. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chớ lấy chế lấy đừng vay mượn đất trời. Một khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Ở đây mình đã từng thấy mặt trời rồi, từng thấy mặt trăng rồi, từng thấy bầu trời trong và đám mây đẹp rồi, đúng không? Lỡ hôm nào trời âm u suốt mưa dâm dê, nhưng không chán gì, trong lòng mình vẫn biết được bầu trời xanh, vẫn đã thấy được ánh nắng, vẫn có được mặt trời, vẫn có được những ánh trăng đẹp. Ý muốn nói những cái đẹp của ai để trong lòng, lỡ người đó có sơ suất với mình, những cái đó nó không đủ, vì trong lòng mình đủ cái đẹp của người đó mang ra để ôm được người đó. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời. Một khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Đó là bốn câu thơ nói về cái tâm khoan dung độ lượng của mọi người. Ở đây chúng ta đều có cái đẹp của người thân mình hết. Lỡ người nào hôm nào người đó làm mình buồn khổ, thì mình nhớ lấy cái đẹp của họ ra mà ôm. Ví dụ con mình á, mình lớn lên mình thấy buồn hay giận đó, cái mình nói hồi nhỏ nó dễ thương lắm, vậy thì hãy thương cái nhỏ của nó đi, để tha thứ được cái lớn của nó. Vì lúc nào người cha người mẹ cũng ôm con khoan dung. Và cái người mà có khoan dung như vậy là khí chất họ khác lắm, vui tịch. Thì hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng, chúng ta hay dùng cái từ tu dưỡng. Thế thì chúng ta tu cái gì để dưỡng cái gì? Tu cái nhẫn, tu cái thiện, tu cái từ bi, tu cái khoan dung, tu cái cần kiệm để dưỡng cái gì? Tu cái thiện, tu cái nhẫn để dưỡng cái phúc, tu thiện để dưỡng đức, tu an lạc để dưỡng cái sắc, tu từ bi để dưỡng cái tâm, tu cần kiệm để mà dưỡng gia tài, dưỡng của cái, tu khoan dung để dưỡng khí sắc. Chúng ta đây sửa bông nha, cắm cho đây tu nè, tưới nước nó nè, dưỡng. Mình cũng thế. Trời ơi, sáng ra nghe chải xịt, chải xịt tu đó. Trời lạnh muốn chết không dám chùm cái nón vô, sợ thương tóc. Dưỡng có móng tay, dưỡng móng tay. Có da mặt, dưỡng da mặt. Mua kem đủ kiểu về dưỡng da. Đâu có sao đâu. Mình dưỡng cái đó trong cuộc đời này. Như ví dụ, có thân dưỡng thân, có gia đình dưỡng gia đình, có con cái dưỡng con cái. Thế thì đạo hạnh tu hành của chúng ta phải dưỡng bằng nhẫn, thiện, gì nữa, từ bi, khoan dung, gì nữa,
an vui như mấy cái nãy qua nói vậy đó. Thì mình lấy những cái đó để dưỡng bản thân đạo đức đúng của mình. Chúng ta có quyền dưỡng tất cả những gì chúng ta muốn, vì chúng ta có là phải dưỡng. Thế thì chúng ta vẫn có an vui, vẫn có phúc, vẫn có thiện, vẫn có của, vẫn có khoan dung, nhưng mà chưa biết dưỡng thì nó mất, mà ráng dưỡng thì cái này nó sạch. Vậy được rồi ha. Cảm ơn đại chúng. Còn câu hỏi nữa nha. Tao mua gì đâu mất. Đầu tiên tôi xin vô cùng tán thán công đức của ban tổ chức, bởi vì chúng tôi chỉ được thấy thầy qua iPhone với TV thôi, còn ngày hôm nay chúng tôi được thấy thầy rồi. Chạm không sợ. Tôi năm nay 87 tuổi, phật tử chùa Nam Quang, chùa đầu tiên của Tử Quang Hoa Lệ, Hòa Thượng Thích Tâm Châu của Hòa Thượng Giác Nghiệp. Đức Phật rất thương chúng ta. Có người đã đắt Đức Phật. Đức Phật cứ chào mà. Đức Phật hỏi kia nó đắt chưa? Thương với những đó mà không cảm thấy xúc, cảm xúc ở trong người. Thương đến thế thì thôi, bởi vì cứ chờ ngoài. Bởi vì cứ chờ ngoài là thế nó đã đắt chưa? Thương quá là thương. Đấy là cái tình thương của Đức Phật đối với chúng sinh. Còn nhiều chuyện lắm, nhưng mà trước khi mà tôi rời cái máy này đó, con để xin được Hòa Thượng giải thích cho. Đạo Phật thì ở bên Ấn Độ, đúng vào đạo Thiên Chúa thì xa lắm, nhưng người ta lại bảo chúng ta có cái đạo mẫu, thì cái đạo mẫu nó là làm sao, có phải chính của đạo của Việt Nam hay không? Đạo Thiên Chúa, đạo Phật và đạo mẫu là một gì vậy? Thưa đại chúng, bác mới vừa hỏi cái câu hỏi đó, thì mình biết là đạo Phật ở Ấn Độ, đạo Chúa thì ở Do Thái, thì riêng đạo mẫu ở đâu? Đạo mẫu ở nhà, tại vì mẫu là mẹ. Thưa đạo mẫu tức là theo cái truyền thống đó, tức là đó là đạo nhân gian của Việt Nam, đó là đạo truyền thống nhân gian của Việt Nam. Thì theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam có cái tín ngưỡng đạo mẫu, nhưng mà hỏi cái đó là thuộc về nơi bên nào, giữa Phật thì đó là bên thánh, bên mẫu là bên thánh. Thì chúng ta quý vị nào muốn biết thì có thể nghiên cứu thêm. Nhưng ở đây cô bà chỉ nói đơn giản là theo Việt Nam mình, đạo mẫu tức là đạo tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam, đạo Phật mình từ Ấn Độ du nhập vô. Nhưng mà Phật giáo thì có cái hay là đi đến đâu thì mình dung nhiếp được mình với văn hóa của mọi nơi. Cho nên thỉnh thoảng ở Việt Nam có những ngôi chùa cổ đó, xây một cái miễu nhỏ nhỏ ở bên để thờ các vị thánh, như là bà Chúa Xứ hay là chú Tiên, chú Ngọc rồi vậy đó, chứ không thờ trong chùa. Để chùa thờ Phật, miễu thì thờ thánh, cho nên lập cái biểu nhỏ nhỏ để thờ thánh. Dạ. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, con Phật Dân Nguyễn Dũng. Dạ, hôm nay có duyên gặp thầy. Dạ, mong thầy hoan hỷ khai thị cho con hiểu về Phật pháp một tí. Sau 49 ngày Đức Phật ngũ thiền hành, rồi Đức Phật thành đạo, rồi Đức Phật muốn nhập Niết Bàn. Rồi xin thầy giải thích cho con hiểu Niết Bàn so với lúc Đức Phật thành đạo khác gì với Niết Bàn trong tứ thánh đế. Dạ, với Đức Phật. Này thêm tiếng rưỡi nữa. Câu hỏi anh là phải thêm tiếng rưỡi á. Thôi giờ mình làm gọn ha. Fast food đi.
Thế trước hết đó là mình phải hiểu chữ Niết Bàn. Niết Bàn, chữ Niết Bàn là mình phiên âm từ tiếng Phạn là Nibbana hay là Nirvana. Thì theo cái tiếng Phạn, chữ nơ là no, chữ vana là negative. Khi nào tâm mình không còn những cái negative là Niết Bàn, tức là không còn những trạng thái bất an, khổ đau là Niết Bàn. Ví dụ như không tham là Niết Bàn, không sân là Niết Bàn. Vậy thì khi Đức Phật chứng đạo, Ngài đã có Niết Bàn rồi, tức là trạng thái bình an của Ngài vĩnh viễn không thay đổi. Chúng ta có Niết Bàn, nhưng Niết Bàn của chúng ta chợt đến rồi chợt đi. Phong Hòa nhớ có cái bài ca tình yêu vậy. Em đã đến rồi chợt đi. Thì cái Niết Bàn của mình nó cũng vậy. Chúng ta vẫn có sự giác ngộ, nhưng cái giác ngộ của chúng ta chợt giác rồi chợt mê, chợt tỉnh rồi chợt mê. Ví dụ như cái người đó vừa buông bỏ mình cái, mình buông khổ lắm, nhưng mà mình nói một chỉ cần ảnh xây lợi thôi là tôi tan hết. Đó là trong cái giác của mình nó vẫn có, mình vẫn rút của mình tuyên bố một câu là người ta đã bỏ con rồi thầy ơi. Mình vẫn biết tôi xin người cứu gian dối, chỉ cần điều thôi, xin người đừng lìa xa con. Cho mình vẫn có giác, nhưng mà cái giác của mình á chưa phải là toàn giác. Mình á là hốt giác hốt mê, tức là lúc tỉnh lúc mê. Còn Phật là toàn giác. Vậy thì Niết Bàn của Đức Phật là Niết Bàn, là trạng thái của tâm vĩnh viễn không lay động giữa vui mừng khen chê, trạng thái bình an của tâm là Niết Bàn. Thí dụ ta khen không có vui thì vui là phiền não, vui là một dạng phiền não. Người ta chê mình buồn là một dạng phiền não. Tâm còn buồn vui theo khen vui, khen chê là còn phiền não. Còn phiền não thì không có Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn được dịch nghĩa là diệt độ. Diệt cái gì? Diệt sanh tử, độ phiền não. Ví dụ tâm mình đang bình thản tu không thương ái chứ, phải không? Đấy, Niết Bàn nè, đi đâu cũng thử hết. Mày dướng người nào rồi, hết Niết Bàn rồi. Niết Bàn này còn có 50% mà. Thì khi Đức Phật thành đạo đó, Ngài mới nói là Ngài muốn nhập Niết Bàn, tức ý Ngài muốn nói là Ngài ngưng sự chuyển hóa. Bởi vì sao? Bởi vì cái Ngài nhận ra được nó quá sâu, quá tuyệt vời. Ngài nói sợ chúng sanh không nhận ra được. Cho nên Ngài muốn dừng ngay đó để an hưởng cái tịnh lạc của riêng Ngài. Nhưng Ngài ngồi, Ngài nhìn xuống bờ ao đó, Ngài thấy có những cái sen nó nở rộ to, có những cái nó lú lên nó còn bút bút, và có những cái nó còn chìm ở dưới bùn á. Thì Ngài mới nghĩ chúng sanh cũng có ba dạng. Có những người căn cơ đã nở như đó hoa, có những người hé hé, có những người còn bút, và thậm chí có những người còn dưới bùn. Cho nên Đức Phật quyết định sẽ độ chúng sanh tới từng chừng bậc đó, và tùy căn cơ và giáo hóa. Cái Niết Bàn của Tứ Thánh Đế nghĩa là khi, bây giờ Tứ Thánh Đế là gì? Một là khổ đế, là Đức Phật xác nhận đời khổ là một sự thật. Ai nhận ra được đời là khổ thật là người đó có Niết Bàn. Niết Bàn của khổ đế. Ví dụ như có thân khổ không? Khổ. Có thân là khổ gì thân? Sáng ra là nửa tiếng rồi, đi tiệm là 1 tiếng. Thằng nữa có thân là khổ, bệnh khổ. Cho nên khổ là bản chất của đời, nhưng mà không thể tránh vì nó là một sự thật của kiếp của mình. Hãy có cái này là phải khổ cái đó. Nhận ra được nó thì vẫn có Niết Bàn. Niết Bàn khổ nhưng mà không khó để khổ nó ảnh hưởng mình. Đó là Niết Bàn Bồ Đề. Hiểu ý không? Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, nhưng mà đi đâu?
uống đủ thứ thuốc hết, thoa đủ thứ kem mà nhăn vẫn nhăn, bạc vẫn bạc, nhuộm màu xanh, màu vàng, màu đỏ, đủ màu mà nhuộm ô vào màu tẩy muốn chết luôn. Đúng không? Thành thử anh nhận ra được chân được khổ là niết bàn của Thánh Đế. Còn nếu nói đạo đế nè, anh có được chánh kiến là thấy đúng về sự thật. Đây, hoa này là duyên sinh giả có. Đây, duyên sinh hết. Nhà này, thân này, tất cả là duyên sinh. Mà đã là duyên sinh là giả có là tạm. Có cái thấy đó gọi là thấy chánh kiến. Đó là niết bàn của đạo đế. Vậy thì cái niết bàn mà Phật chứng và cái niết bàn của Thánh Đế không khác. Vì Đức Phật thấy rõ các pháp do duyên sinh. Mà đã là duyên sinh thì cũng sẽ do duyên mà nó diệt, cho nên không có gì buồn khổ hết. Tâm không có khởi, cái chữ không khởi đây không có nghĩa là mình thờ ơ lạnh lùng nghe. Biết hết tất cả nhưng mà giữ được cái trạng thái không buồn vui với nó, bởi nhận biết rõ. Cũng giống như ví dụ vậy nè, bây giờ Pháp Hòa nói về đại chúng sẽ nhận ra. Mình lái xe gặp cái đèn đỏ mình dừng, khi mình dừng đèn đỏ có khổ không? Đèn đỏ là phải dừng để sự an toàn, đèn xanh thì đi, đèn vàng thì chậm lại, không có gì mà phải bực bội hết. Khi mình làm tất cả những sự việc thứ tự trong cuộc đời này mà không khổ đau, đó là niết bàn. Thế thì cuộc đời này sanh, già, bệnh, chết, nếu ai đi theo những cái trạng thái sanh, già, bệnh, chết là hạnh phúc. Còn người nào mà sanh ra, có nhiều người sanh và sống đó, không trải qua già, không trải qua bệnh liền tới tử, này có hai. Con người phải trải qua bốn tướng khổ mà mình cắt ngang hai, rồi sao? Có nhiều người không bệnh mà chết. Người ta nói bệnh mới chết. Có nhiều người đang mạnh vừa cụi trúng gió chết. Nhưng mà thật sự là trúng gió cũng bệnh rồi. Hiểu được cái chỗ đó ha. Kính thỉnh thầy khai thị cho nhất tâm niệm Phật. Nam mô A Di Đà. Khi lâm chung vãng sanh, như nhiều thầy giảng, đệ tử hiểu Nam mô là quy y, là nương tựa, còn Di Đà hiểu sao, khởi niệm sao cho đúng để thoát khỏi mê muội. Uống cái này thì lúc bình thường đừng ăn xí muội. Thật ra đó, đại chúng hiểu chữ Nam mô là quy kính rồi. Di Đà, chữ A Di Đà, chữ A Di Đà là phiên âm từ tiếng Phạn là Amita. Chữ Amita có ba nghĩa. Thứ nhất, ánh sáng vô lượng gọi là vô lượng quang. Công đức vô lượng gọi là vô lượng công đức. Tuổi thọ vô lượng gọi là vô lượng thọ. Vậy thì khi chúng ta niệm Phật Di Đà, nghĩa là chúng ta quy trở về với trạng thái ánh sáng trong ta, tĩnh lặng ở nơi ta. Vì vậy hằng ngày á, nhưng mà tại sao chúng ta niệm Phật này? Vì căn cứ theo kinh điển Đại Thừa thì đây là bổn nguyện của Ngài. Ai thường niệm danh hiệu Ngài thì người đó được thoát khổ, gọi là giảng sanh về cõi của Ngài. Vì nếu mà nói về được sự thật là gì? Mình tương ứng với cái nguyện của Ngài. Vì Ngài phát nguyện ai niệm thì mình niệm, thì mình tương ứng. Nhưng mà nói ở đây là mình phải có niềm, khi mình niệm mình phải khỏi ba tâm. Một là tứ, là tin ở nơi Ngài. Hai là mình nguyện sanh về đó. Thành nữa mình niệm danh hiệu Ngài rồi mà phải khởi tâm là tín Ngài, là tin Ngài đó, và nguyện sinh về Ngài thì mới gọi là bản sanh. Còn cái chuyện mà gọi thoát mê muội đó, cái chữ mê muội đó là khi tâm mình không có bị những cái bệnh chứng nó trở ngại. Có nhiều người tỉnh táo cho tới chết, nhưng mà có những người
mê ở cái sắc tướng bên ngoài nhưng mà vẫn tỉnh ở trong cái tâm thức, thì khi chúng ta tới niệm Phật cho người đó, người đó vẫn tiếp xúc được, nhưng với điều kiện là hàng ngày người đó phải thường niệm danh hiệu Phật đó, để lỡ khi họ không đủ tỉnh táo để biểu hiện, trong tâm thức họ vẫn tương ưng với cái câu niệm Phật của mình, thì cái này mới đủ lực để đưa họ. Nhất tâm nghĩa là người niệm, cái người trợ lực và cái người đương sự được trợ lực, hai cái phải nhất với nhau. Pháp Hòa ví dụ á, Pháp Hòa hát một câu hát, nếu quý vị thuộc thì quý vị sẽ hòa theo được. Pháp Hòa hát một câu quý vị không biết gì hết thì chưa thua. Cho nên hằng ngày á, mình niệm Phật để khi mà người khác trợ duyên cho mình, hai cái này nè nó đi với nhau để nó trở thành là một cái lực nó đẩy mình. Cho nên chỗ không mê muội là vậy. Nương nơi tâm chúng sanh thì giữa nhân và quả diễn biến sanh tử bất tận, có khác biệt do duyên khởi. Nương nơi pháp thì hết thảy các pháp đều không sai biệt, không có sanh diệt chấp trước. Vậy cảnh giới địa ngục là do khởi niệm hay hiện hữu? Dạ hiện hữu, nhưng mà cũng phải có khởi niệm. Ví dụ, thí dụ thôi, ở cái tỉnh này, ở cái tiểu bang này có nhà tù không? Nhưng mà nếu mình không có làm tội mình có tới được đó không? Mà không, đối với mình là tại mình không có tội thôi, nhưng mà thật sự nó có với ai? Có với người có tội. Như vậy địa ngục có với người có tội, địa ngục không, không với người không tội. Vậy thì địa ngục là có, nhưng với tâm khởi của địa ngục. Ví dụ ở đây có casino đó. Vậy thì ai khởi tâm casino thì mới tới casino. Còn nếu như á, mà mình cũng là casino mà họ ca si, mình biết ca là si cho nên tôi say no, gọi là ca si no. Còn mấy người kia là ca si yes, được chưa? Cái gì nó cũng có, nhưng mà tâm anh khởi nó mới có. Ví dụ có thầy Pháp Hòa ở Canada không? Quý vị có khởi niệm muốn Pháp Hòa qua không? Quý vị khởi niệm muốn qua mới qua được chứ. Không khởi niệm sao em qua? Em qua không ai đón. Ví dụ vậy. Rồi giờ không lẽ em vô đây em ngồi nói mình. Tu hành là cầu kiến tánh, mong được giải thoát, phản bản hoàn nguyên. Vậy sao có cảnh giới A Di Đà, có đủ thanh hương sắc, hiệu kệ tu về đó, có kẹt ở cảnh giới đó không, và buông bỏ được cảnh giới? Khi vừa buông bỏ được cảnh giới thế tục, thật ra đó, có những cảnh giới làm chúng sanh đau khổ, có những chúng cảnh giới làm chúng sanh an vui. Chúng sanh chưa thoát ly được cái ý niệm sống với cảnh giới, thì đây là những phương tiện để đưa chúng sanh. Ví dụ đây nè, ví dụ bây giờ một cái gia đình đó hoàn toàn họ không gây gỗ với nhau, họ luôn luôn họ có niềm vui với nhau, đó là phải cảnh giới cực lạc không? Vậy thì họ vẫn luôn cảnh giới chứ, nhưng mà cảnh giới, nếu mà cảnh giới an vui đó thì vẫn nuôi dưỡng họ hơn. Cho nên có những chúng sanh chưa có thể buông xả được cảnh giới, thì phải tạo cho một cảnh giới an vui để họ phát nguyện sanh về, để họ đừng có sai lường lạc được, để cho họ phát tâm. Còn cái vụ mà hơn nữa đó, khi mà kiến tánh thành Phật rồi đó, thì cảnh giới nào cũng là cực lạc, cho nên đều là cảnh giới cực lạc hết. Nhưng mà tùy đối tượng, nếu những chúng sanh chưa thấy được cái cảnh nào cũng là an lạc thì mình phải nói cảnh kia để họ phát tâm. Còn người mà an lạc rồi thì, ví dụ như mình là người lớn nè, mình ăn được tất cả các món Việt Nam, quý vị món nào ra quý vị ăn cũng được, phải không? Còn ví dụ như cái người mà ta chưa ăn được thấy nó đói quá, mình muốn quẹo vô nhà Việt Nam nó không chịu, nó nói vậy thôi ráng chút đi con,
tới chút kia đằng kia có McDonald's bán mua cho con ăn. Không phải nói cảnh giới kia, tại vì mình ăn được rồi, cho nên cảnh giới là mình quẹo vô cũng được. Còn nói chưa được thì phải nói nó đợi một chút, nhịn nó một chút để nó cảnh giới của McDonald's. Quý vị hiểu được chỗ đó ha. Cho nên kiến thánh thành Phật đúng, mà một khi kiến thánh thành Phật rồi thì ngồi đâu anh cũng có cực lạc. Còn người ta chưa, ta nhận ra cái khác thì người ta phải tới đó. Dễ thôi. Thôi hai câu nữa nha. Hả? Vậy hả? Câu gì? Câu cá? Câu... Rồi, mời chị. Dễ dễ thôi. Giờ hai cần câu lên. Thôi lên đây luôn đi. Rồi, hai câu, chị lên đây luôn. Dạ thưa thầy, thầy chúng, thầy con muốn hỏi thầy một câu là từ con cũng thắc mắc xin thầy giải thích rõ hơn. Là tại vì có người nói là ví dụ như mình đang sống mà mình xảy ra một cái việc gì đó, ví dụ mình mất đồ hay là người ta đánh mình chẳng hạn, thì mình nghĩ là có nhiều người thì nói là kiếp trước mình đã gieo những cái sự việc đó thì bây giờ mình phải trả. Nhưng mà theo con nghĩ thì mình phải là trước khi mình không nhận nhịn được, mà trước khi mình phải làm hết những cái sức mình, những cái gì mình có thể làm, rồi mình nếu mà không xoay chuyển được thì mình mới chấp nhận đó là nghiệp đời trước của mình có vay thì giờ mình có trả. Chứ có thầy thì nói là mình phải nên nhịn nhục, mình cứ nghĩ là mình đã ăn cắp của người khác kiếp trước thì giờ kiếp này mình bị người khác lấy lại đồ của mình. Thì cái đó mình nghĩ là ôi mình đã vay thì bây giờ mình phải trả. Theo thầy thì thầy giải thích thêm cho con biết như thế nào. Chị ngồi chờ chút nha. Tại vì hỏi hai câu các em quên. Bây giờ nó bắt đầu tới tuổi quên rồi đó, cho nên là cái gì sẽ nhớ nhất, quên là sẽ nhớ nhất. Thế đại chúng, là cái câu hỏi nãy đó, ví dụ như mình bị một cái gì đó rồi thì không lẽ mình cứ nghĩ là không, cái nghiệp kiếp trước rồi mình trả. Thật ra thì chị cũng nói là mình phải làm rồi mình phải chấp nhận cái điều đó có cũng sai, nhưng mà trước khi mình làm mình cũng phải đủ định tĩnh để mình thấy việc đó có đáng làm không. Dĩ nhiên là mình sẽ phải bắt, mình sẽ làm cái gì đó. Ví dụ, có một ví dụ nhỏ thôi. Ví dụ bây giờ có mình đang ngồi, đang đi đường thì có cái anh đó, anh tới giật một cái giỏ của mình đi. Rồi anh trên tay có cầm vũ khí gì đó. Bây giờ mình nói nếu không mình phải rước anh đó, rước chặn lại, chứ không là không thể để như vậy được. Thì mình muốn làm cũng được, nhưng mình phải suy nghĩ rằng cái nguy hiểm của tánh mạng mình với cái bóp đó, cái nào nó hơn trước khi mình hành động tới nữa. Mình muốn ứng xử sao cũng được, nhưng mà chánh niệm phải nói với mình là điều đó có cần ứng xử tới mức đó không. Chứ rồi sau đó rồi mình hãy quán chiếu cái kiểu kia. Tại vì cái đó đó có nhiều người cho nó cũng còn mơ hồ, bởi vì nó đâu có gì chứng minh, phải không? Thì mày không lẽ giờ cái chuyện gì tới tôi cũng nói là cái đó nghiệp sao? Thì anh có làm không, lẽ bây giờ có ví dụ bây giờ người đó là một cái người đối tượng khác, bây giờ người đó là con mình, không lẽ nó chửi mình thì mình nói không, mình không chửi là nó không được, để thôi mày, nếu mà mình chửi lại nó đi, mà nếu nó chưa thấy được nữa nó chửi lại thì mẹ con chửi với nhau, thì vô tình á mình gây cho thêm cái người con cái tội lỗi đối với mình. Còn nếu nó vừa chửi mình câu, mình nói thôi con là con với mẹ đó nha, con mẹ nín để cho con đừng có thêm lỗi, ngang ngay đó dừng, thì mình cũng có thể quán thôi kệ nó, đời trước mình nợ nó, giờ cho nó chửi lại câu. Thì mình quán như vậy mà mình dừng nghiệp ngay chỗ đó thì nghiệp nó không sanh. Còn nếu mình nghĩ là không được, nó là con tôi phải làm cho ra lẽ, thì trong cái vô tình nghĩ như vậy đó, mình không chấp nhận cái lý kia đó, thì
mình sẽ tạo cho con mình cơ hội thêm nghiệp. Chờ ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói tới cái chuyện chánh niệm. Mình muốn xử sao cũng được trong cuộc sống này, nhưng trước khi mình làm, mình phải chánh niệm cho thật kỹ ở nhiều phương, để mình thấy cần thiết giải quyết kiểu này hay cần thiết giải quyết kiểu này, để việc làm của mình nó không bị quá. Nếu có nhiều khi mình nhận một cái lý do của quá khứ để dừng ngay đó là xong. Thành thử ra không có sai, không làm kiểu năng được. Nhưng mà quý vị nhớ là có ba thứ: niệm, định, tuệ. Việc làm gì của mình có ba cái này là đỡ lắm. Niệm là chánh niệm, định là sự vắng lặng, tuệ là trí tuệ. Sự tĩnh lặng của mình, vận dụng trí tuệ để của mình, vận dụng với chánh niệm của mình, mình sẽ làm với người đó. Nhưng ở mức độ nào để mà mình giải quyết cái nghiệp này ở trong phạm vi đời này, nhưng mà đừng có để đáng tiếc xảy ra nữa. Nếu mình không chấp nhận nghiệp quá khứ, nhiều khi mình phải biết rằng nghiệp của quá khứ nói để mà như là một sự an ủi, và đồng thời cũng như là mình chấp nhận nhân quả của ba đời. Có những cái quả không phải đời này mới trổ, mà nhiều đời là nó mới trổ. Như cái cam nó phải trồng một năm mà có trái, phải 3 năm, 10 năm mới có trái, như cái bưởi, ví dụ. Nhưng mà trồng dưa leo có thể vài tháng là đã có. Có những loại quả nó sẽ có liền trong vài tháng, có những quả phải một thời gian dài. Thành thử có những cái quả mà bây giờ nó mới trổ, vì mình không đủ đạo lực mình thấy. Cho nên xử sao cũng được, nhưng mà cố gắng phải tư duy cho kỹ, có cần thiết phải giải quyết tới mức đó không. Vậy thôi. Dạ. Trước tiên con xin cảm ơn tất cả ban tổ chức và thầy đã đến nay đã cho chúng con được một bữa thuyết giảng thật là quý báu. Con cảm thấy mình rất là may mắn và đủ duyên, đủ phước để được đến đây để gặp thầy. Thì hôm nay con xin thầy, con có một cái băn khoăn là con là từ nhỏ con lớn lên là trong gia đình đạo Phật, và chồng của con là gia đình gốc Chúa. Cho nên là hai đứa con nói chung là tụi con trải qua một quá trình rất là lâu dài, trong 10 năm tụi con yêu nhau để tụi con đi đến được với nhau. Và bây giờ là tụi con cưới nhau được 15 năm, thì hai vợ chồng con sống có một cuộc sống rất là hạnh phúc. Nhưng mà khi bây giờ con có một cái suy nghĩ là khi bây giờ con chết đi, thì con nghĩ bây giờ nếu như mà con có một cái ước nguyện, nếu con nói bây giờ con muốn đem con vô chùa làm lễ, thì con nghĩ là chồng của con cũng sẽ đồng ý. Nhưng mà theo như con hiểu Phật Pháp thì con nghĩ khi mà mình đã chết đi rồi thì, nhưng mà con cũng không muốn để lại một cái gì đó khó xử cho chồng của con hoặc là bên với gia đình chồng của con. Thì con nghĩ mình khi đã chết là hết, nên con nghĩ là bây giờ con tạo một cái gì đó rất là dễ dàng cho chồng. Thì để chồng muốn làm cái gì đó thì làm, thì con nghĩ chắc chắn là chồng của con sẽ đem con vô nhà thờ. Thì con nghĩ, nhưng mà nếu với một cái tâm nguyện là một người con của Phật, thì con nguyện đời đời kiếp kiếp được sanh ra là con của Phật. Thì bây giờ khi con chết đi như vậy thì chồng con đem vô nhà thờ, thì con không biết là lúc đó thì cái linh hồn con thì sẽ đi về đâu, thì hay là như và như vậy thì có nghĩa là con có được về với Phật hay không, hay là rồi bây giờ bên Phật tên chồng thì sẽ lo lắng cho mình đồ cầu nguyện đọc kinh mỗi ngày để mình về với Chúa. Thì cái đó là cái băn khoăn của con. Thì nhưng mà con có nhiều người nói thì bây giờ em nói thì chồng em sẽ đem vô chùa, nhưng mà con nghĩ đó là một cái khó khăn khi mình tạo ra một cái khó khăn cho những người còn lại. Con nghĩ đó mà may mắn mà nếu như con còn sống sau chồng con thì chuyện đó thì rất là dễ dàng, nhưng mà nếu con đi trước thì chuyện gì xảy ra. Con xin thầy cho con một lời giải đáp. Dạ, cảm ơn. Chút xíu nữa chị cho Pháp Hòa đầy đủ information để Pháp Hòa đọc hồ sơ, và Pháp Hòa sẽ cho người theo dõi việc này. Hồi nãy chị cũng có một cái việc là chị nói là nếu mà chị mất đi thì chồng chị sẽ mang chị vô nhà thờ. Cũng rất tốt, tại vì anh chưa để ngoài để thờ, anh đem vô nhà thờ mà. Thật ra mọi việc nhẹ nhàng lắm, không có gì trở ngại hết á. Kỳ kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Tâm mình tịnh rồi thì chỗ nào cũng là tịnh. Nhiều khi á, thân ở cõi ta bà, tâm mình đã cõi, đã về tịnh độ. Phải không? Thành thử ra hiện tại bây giờ á, chị muốn tùy thuận theo gia đình, chồng để cho mọi việc nhẹ nhàng, không sao hết. Để cho gia đình làm việc đó, để khỏi có khó xử cho gia đình bên chồng. Đó là gì?
tình yêu vĩ đại của chị. Chị không muốn làm khổ cho người thân mình. Nhưng mà tâm của mình hàng ngày, nếu mình đã hướng về Phật, mình hướng về cảnh giới lành của chư Phật đi, thì khi mình mất thì cái tâm đó, cái thần thức đó đi, chứ không phải do ai đem mình đi đâu mình đi. Hiểu ý không? Mình đã tâm mình hướng đâu. Đức Phật nói ví dụ như cái cây, nó nghiêng về bên trái, thì khi cắt cái cây đó, nó sẽ ngã về trái. Nếu nó đã nghiêng về phải thì cắt nó thì nó đi về phải. Đó là Pháp Hòa nói theo cái tâm hướng của mình. Còn nếu tâm mình đã an lạc, thảnh thơi rồi, thì ở thiên đường cũng là một cảnh giới của Đức Phật nói. Mình tu thập thiện là về cõi trời, thì cõi trời tức là cảnh thiên đường mà Thiên Chúa Giáo nói đó. Phải không? Thành thử ra không có sao hết. Dấu sắc là Chúa, dấu quyền là chùa. Hai dấu cũng có mới chùa. Về nhà đúng không? Sống không lo cứ lo chết. Dấu sắc cũng được, dấu quyền cũng được, không có dấu mới chùa. Thôi bây giờ ban tổ chức cho biết là mình phải trả ho. Thôi bây giờ đại chúng cứ nhớ vậy nè: nam thực như hổ, tới cổ lại đầy. Nữ thực như miêu, bao nhiêu cũng không đủ. Bây giờ mình tạm dừng đây, mới có cớ mình hẹn kỳ sau. Rồi, chúc đại chúng khỏe. Bây giờ trước khi đại chúng mình rời khỏi ha, thì Pháp Hòa xin thưa như vậy: mình chắp tay để mình hồi hướng theo nguyên tắc. Sau đó mình sẽ rời khỏi chỗ này, mình ra bên ngoài mình chụp hình để ở đây cho người ta học được. Dạ. Giờ hết giờ rồi cô. Rồi hồi hướng đi. Nguyện đem công